chương 152, nữ nhân ngu xuẩn, tiểu hồ ly đã rời đi một hồi lâu, giang giật còn sướng sờ tại nguyên chỗ, cái này quái dị tiểu hồ ly mang đến cho hắn cực lớn tâm linh sung kích. Muốn cùng nhân loại làm bằng hữu yêu thú, việc này sợ là truyền đi, toàn bộ đại lục đều không ai tin tưởng a à. Không nói cái này, coi như đem tam vĩ linh hồ có được cao như vậy linh trí, còn có thể cùng người truyền âm đối thoại sự tình truyền đi, khẳng định cũng sẽ gây nên đại lục một mảnh ồn ào. Linh trí, đúng, cái này Ngân Nguyệt Yêu Lang không phải cũng là tam giai linh thú sao hắn có thể hay không có được đồng dạng linh trí đâu. Giang giật não hải nhất chuyển, lập tức lấy ra linh thú phù, quán chú nguyên lực dựa theo tô như tuyết cho hắn linh thú bí thuật bên trên biện pháp, dùng nguyên lực tại linh thú trên bùa dựa theo đặc thù quý tích vận chuyển một phen, quát khẽ Ngân Nguyệt Yêu Lang, ra. Ông, linh thú trên bùa kim quang lóe lên, một cái tử sắc cự lang ra phía trước trên mặt đất, kia Ngân Nguyệt Yêu Lang trên thân không có nửa điểm bạo ngược khí thức ngược lại thân mật nhìn qua giang giật giống như là hắn dưỡng nhiều năm tiểu cầu ngân nguyệt yêu lang người biết nói chuyện sao giang giật nhìn chằm chằm yêu lang hỏi thăm về đến nhưng ngân nguyệt yêu lang tựa như không có nghe được hắn ngây ngốc đứng tại chỗ giang giật vỗ đầu một cái nghĩ đến bí thuật bên trên có thể dùng tâm niệm khống chế linh thú cái kia hẳn là có thể ở trong lòng cùng yêu lang giao lưu a à. ngân nguyệt yêu lang vây quanh ta đi một vòng giang giật ở trong lòng hạ lệnh kia yêu lang bốn vó khẽ động thân thể hóa thành thiểm điện vây quanh giang giật dạo qua một vòng, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kia yêu lang lại về tới nguyên địa. Yêu lang, người có thể truyền âm cho ta sao có thể cùng ta nói chuyện sao? Giang giật ở trong lòng mặc niệm đạo, kia yêu lang lại nháy nháy mắt, tựa hồ có chút không hiểu đây là cái gì mệnh lệnh. Giang giật lần nữa thí nghiệm mấy lần, phát hiện một cái rất bất đắc dĩ sự tình, cái này ngân nguyệt yêu lang có một ít linh trí nhưng thấp đáng thương, đừng nói cùng hắn truyền âm nói chuyện, liền hắn truyền xuống một chút đặc thù chỉ lệnh đều hoàn toàn không hiểu. Cái này tiểu hồ ly đến cùng là dạng gì tồn tại vậy mà có được có thể so với nhân loại linh trí. Giang giật mơ hồ nghĩ đến, đồng dạng là tam gia yêu thú tranh lệch làm sao lớn như vậy rất nhanh hắn liền đem những này lo nghĩ ném sau ót, thay vào đó cả người hưng phấn lên. Hắn chân sau trên mặt đất một điểm, thân thể nhảy lên ngân nguyệt yêu lang phía trên, trong đầu hạ lệnh, ngân nguyệt yêu lang mang theo ta tại phụ cận đi một vòng. Hưu, ngân nguyệt yêu lang phi bắn đi, Giang giật vừa mới ngồi lên, thân thể còn chưa tới đến vững chắc thoáng cái tự bị hất tung ra ngoài, ngã một chó đớp cứt, hắn thân thể bắn lên, cả giận nói, ngu xuẩn, trở lại cho ta. Ta còn không có ngồi lên, ngươi chạy cái giam A. À. Hiu, yêu lang mà quay về, Giang giật lần nữa bay vọt mà lên, lần này hắn đã có kinh nghiệm, bắt lấy yêu lang trên đầu độc giác lúc này mới bạo hống, đi. Hiu, ngân nguyệt yêu lang hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện hướng phía trước phóng đi, tốc độ như gió chỉ điện giật, kia cấp tốc mang tới cuồng phong thổi đến giang giật con mắt đều không mở ra được. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt, yêu lang đã theo giang giật chỗ sơn phong bay vọt mà xuống, hướng mặt khác một ngọn núi phóng đi, tốc độ của nó mặc dù nhanh, nhưng giang giật ngồi ở phía trên cảm giác rất là an ổn, động tác cũng nhẹ nhàng như nước, một đường bôn tẩu gần như rất ít phát ra âm thanh. Trở về, nhìn xem hai bên cảnh sắc không ngừng nhanh chóng rút lui, giang giật cả người đều cuồng hỉ có cái này yêu lang thiên hạ chi lớn nơi nào không thể đi tốc độ này coi như thần du cảnh thất bát trọng võ giả muốn đuổi theo giết hắn cũng khó khăn an nghĩ tới đây giang giật đều hận không thể ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét vài tiếng ngân nguyệt yêu lang nhanh chóng phi nhanh mà quay về giang giật cảm giác mới chỉ nhiệt lần nữa mệnh lệnh yêu lang tại phụ cận vòng quanh kết quả đi ngang qua cách đó không xa một cái trong bụi cỏ lúc hắn lại nghe được bên trong truyền đến một tiếng kinh nghi nhẹ nghệ ngừng giang giật ánh mắt khóa chặt cái kia lùm cây con người nhất chuyển khóe miệng lộ ra một vòng tà mị mỉm cười, Lặng Yên khống chế Yêu Lang hướng trong bụi cỏ phóng đi. A, à, Yêu Lang tốc độ quá nhanh, thoáng cái chui vào lùm cây, đem ngồi xổm ở bên trong một nữ tử dọa đến thân thể mềm mại run lên ngồi dưới đất, trong đôi mắt cũng trong nháy mắt sáng lên một đạo tử quang. Bất quá nàng nhìn thấy ngồi tại Yêu Lang phía trên uy phong lẫm lẫm giang giật về sau, trong đôi mắt tử quang biến mất, con người lại cấp tốc phóng đại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng nhanh chóng mở ra một cái ngọc thủ chỉ vào giang giật, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không dám tin. Người cái này nữ nhân ngu xuẩn, không phải để ngươi hồi trở lại hang đá sao ngươi trốn ở cái này làm gì. Giang giật trách cứ nhẹ chửi một câu, mỉm cười rũi ra một cái tay nói, đến, đi lên, ca mang ngươi hóng gió một chút, cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái này ngân nguyệt yêu lang tốc độ. Giang giật, ngươi, ngươi là thế nào thuần hóa cái này ngân nguyệt yêu lang tô như tuyết rũi ra một ngón tay, nói lắp bắp, kia bị mặt mũi tràn đầy kinh dị biểu lộ. Nhìn có một phen đặc biệt phong tình. Uống, giang giật không có giải thích, mà là như thiểm điện đưa tay bắt lấy tô như tuyết mềm mại tay nhỏ, thuận thế đem nàng hướng về sau mặt kéo một cái kéo đi lên. Tô như tuyết mặc váy, mặc dù bên trong mặc thua quần, nhưng cũng lập tức hoảng sợ giật giật váy. Các loại chờ làm xong váy ngồi vững vàng tại yêu lang trên lưng về sau, nàng mới nổi giận vung vẩy nắm đấm hướng giang giật rắn chắc phía sau lưng đánh tới. Cáo giận nói, giang giật, người phải chết ha ta mặc váy đâu. Ha ha ha. Giang giật tâm tình tốt vô cùng, mặc cho tô như tuyết đánh phía sau lưng của hắn, quay đầu cười một tiếng giải quát, nữ nhân ngu xuẩn nắm chặt, yêu lang, đi. a à, tô như tuyết vừa định lại đánh mấy quyền, ngân nguyệt yêu lang đột nhiên khẽ động, thân thể của nàng lập tức hướng về sau mặt lật ngược mà đi, nếu không phải Giang giật tay mắt lanh lẹ giữ chặt tay của nàng, sợ là sẽ phải cùng Giang giật trước kia đồng dạng quảng thành chó đấp cứt. Ôm lấy ta, Giang giật đột nhiên kéo một cái, Tô Như Tuyết thân thể bắn ngược trở về, nàng cũng bản năng đưa tay vây quanh Giang Giật eo, nhưng cái này ôm một cái nàng cùng Giang Giật thân thể đều là chấn động. Giang Giật ngay từ đầu không muốn nhiều như vậy, bởi vì tâm tình tốt, đạt được một cái lợi hại như thế yêu thú, cũng có chút nghĩ tại Tô Như Tuyết trước mặt biểu hiện một phen ý tứ. Tô Như Tuyết nhất thời bị kinh đến, trong đầu đều nghĩ đến Giang Giật làm sao thuần hóa yêu lang đến giờ phút này mới phát hiện, nàng bởi vì ôm Giang Giật, hai người thân thể dán thật chặt ở cùng nhau. Bởi vì còn sợ rơi xuống dưới, nàng ôm rất dùng sức, trước ngực Ngọc Phong cũng tự nhiên dính sát vào Giang giật phía sau lưng. Cảm nhận được hai đoàn mềm mại dán tại chính mình phía sau lưng, Giang giật cả người đều căng thẳng, hắn hô hấp có chút gấp rút, toàn thân bắt đầu nóng lên, nhưng hắn lại chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không biết, tiếp tục khống chế yêu lang hướng phía trước bôn tẩu. Trái lại tôi như tuyết, khuôn mặt cũng đỏ như lửa đốt, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là ngượng ngùng khó nhịn. Nhưng yêu lang tốc độ nhanh như vậy, kia cuồng phong thổi đến hai người áo bảo bay phất phới, hai bên cảnh vật như đảo ngược thời gian hướng về sau mặt thối lui, nàng không bao giờ lại không dám buông ra. Hai người đành phải dạng này lúng túng, trầm mặc một đường chạy vội, bầu không khí cũng biến thành phá lệ kiều diếm cùng huyền chuyển. Lòng của hai người đều có chút loạn, thế lại yêu lang bắt đầu một vòng lại một vòng mang theo hai người tại Hắc Nguyên Sơn mạch bên trong lao nhanh, Ngân Nguyệt yêu lang làm tam giai yêu thú, bản năng đối cấp thấp yêu thú có uy hiếp, ngược lại là không có mắt không mở yêu thú dám đi lên công kích. Một vòng, một vòng, lại một vòng, giang giật trên mặt vẫn là xấu hổ cùng không biết làm sao, tôi như tuyết rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nàng hít cặp kia xinh đẹp con mắt, đem gương mặt xinh đẹp dán tại giang giật phía sau lưng, nhìn qua không ngừng lùi lại cảnh vật, cảm giác tựa như nhìn xem thương hải tang điền, thời gian đang cực nhanh. Nàng mộ vậy mà cảm thấy, tựa hồ cứ như vậy một đường bôn tẩu xuống dưới, thẳng đến thế giới cuối cùng, cũng rất tốt chương 153, Thủy Thiên Nhu, Linh Thú Thành, Sa Hoa Nhất Tử Lâu, Vọng Nguyệt Các. Tử Lâu tầng cao nhất cái này mấy ngày bị một cái hào khách cho bao xuống, vị này hào khách đem còn Linh Thú Thành sở hữu hoa khôi cho bao xuống tới, toàn bộ đưa đến Vọng Nguyệt Các. Sở dĩ thời khắc này Vọng Nguyệt Các tầng cao nhất Sa Hoa trong lầu các, tràng diện có chút khó coi. Từng bầy công tử ca một bên uống rượu làm vui, một bên hành vi phóng túng đùa bỡn lấy bên người hoa khôi. Rất dùng nhiều khôi đều quần áo không chỉnh tề, càng có một hai danh hoa khôi áo bảo toàn bộ bị lột, bị mấy tên công tử ở bên trong truy đuổi, chàng diện hoang dâm đến cực điểm. Nhã các chủ vị ngồi một cái tiểu mập mạp, bên cạnh hắn không có hoa khôi, chỉ có một tên thị nữ quỳ trên mặt đất rót rượu. Hắn cười tủm tỉm nhìn qua giữa sân bất nhã hình tượng, thỉnh thoảng cùng từng vị công tử xa xa nâng chén đối ẩm, lại thỉnh thoảng cùng đi tới mời rượu công tử thấp giọng trò chuyện một hồi, lập tức hai người đều hèn hạ cười ha ha. Tiền vạn quán mấy tháng này rất hít hồi trở lại học viện không có giang giật thời gian hắn cảm giác rất không quen. Sở dĩ hắn dứt khoát thường lại vọng nguyệt các, còn rất bàn tay lớn bút bao xuống tầng cao nhất, bao xuống thành nội hoa khôi, mỗi ngày mở tiệc chiêu đãi trong học viện hoàn khố bọn công tử uống rượu làm vui. Hắn tự nhiên không phải rảnh đến hoảng, cũng không thích loại này hoang dâm tràng diện, nhưng trước mắt đám này các gia tộc ăn chơi thiếu gia thích. Hắn biết rõ đám người này thiên tư đều không được, đều là các gia tộc bên trong không có có cơ hội kế thừa gia chủ vị trí phế vật. Nhưng hắn rõ ràng hơn, đám người này không có một cái nào đồ tốt, đều một bụng ý nghĩ xấu. Mà thường thường người tốt sống không lâu, gieo họa di ngàn năm, đám này ăn chơi thiếu ra nhất biết lục đục với nhau, về sau cũng sẽ tại các gia tộc sống được rất thoải mái, kết giao một đám bằng hữu như vậy, đối với tiền ra cũng là lợi nhiều hơn hại. Phân chó, tiền vạn quán nhìn thấy một tên công tử lại cầm ngọn nến tại một tên hoa khôi trên thân tích, dẫn tới kia hoa khôi không ngừng thét lên đau nhức gào giống, phụ cận công tử lại toàn bộ gọi tốt, trong mắt của hắn mịt mờ hiện lên một tia chán ghét, giả bộ cúi đầu uống rượu, nhẹ giọng thì thào: "Ai, thật sự là một đám tạp vài a, à, vẫn là cùng lão đại ở lại dễ chịu, không biết lão đại một người ở trên núi trôi qua vừa vặn rất tốt." San sạt, lúc này, bên cạnh cửa nhỏ đi tới một tên tiền gia hạ nhân, hắn lặng yên vọt đến tiền vạn quán bên người, đưa lỗ tai nói ra: "Thiếu tộc trưởng, trên núi gửi thư, giật thiếu ngay tại vừa rồi thuần hóa một cái ngân nguyệt yêu lang linh thú." Loảng xoảng, mà lấy tiền vạn quán định lực cái kia mập phì tay cũng run lên, chén rượu đập xuống tại thanh đồng trên bàn, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, dẫn tới vô số công tử ghé mắt tới. Ha ha ha, Tiền Vạn quán đứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là cuồng hỉ, hắn tự mình rót một chén rượu, nâng chén cười ha ha, "Chư vị, đến đầy uống chén này, lần này vọng nguyệt các ta lại bao ba ngày, chư vị có thể tùy ý đùa bỡn." Cái này vọng nguyệt các cùng nhiều như vậy hoa khôi bao một ngày cũng không phải số lượng nhỏ, mọi người nghe nói Tiền Vạn quán hào khí tiến hành lập tức đều mừng rỡ, liên tục nâng chén, cùng kêu lên gọi tốt. Tiền vạn quán liền uống ba chén, lúc này mới thấp giọng cùng tiền gia hạ nhân nói ra, kêu lên lưu lão, ta muốn lập tức lên núi, lão thái thái như bức, đây chính là tam giai bên trong tốc độ nhanh nhất yêu thù A, không biết hắn làm sao tới tay. Cái này, tiền gia hạ nhân nhìn bên ngoài mờ tối sắc trời, trần chờ nói, thiếu tộc trưởng, vẫn là trời sáng đi, sắc trời không còn sớm, lưu lão sợ là nghỉ ngơi. Nha, Tiền vạn quán nhìn ngoài cửa sổ một chút, có chút ý vị tẻ nhạt ngồi xuống. Hắn quên đi vừa mới cho lưu lão đưa đi hai tên hoa khôi, nghĩ vậy mà lưu lão ngay tại trèo non lội suối, thí nghiệm bảo đao phải chăn chưa già bên trong, đi quấy giày thật sự là hắn có chút không chính thống. Hắn ngồi xuống lại buồn buồn bắt đầu uống rượu, từ nhỏ tại đại gia tộc bên trong rèn luyện ra được lòng dạ, rất nhanh để hắn lại tỉnh lại, bắt đầu cùng mọi người đẩy chén cạn ly. Sau nửa canh giờ, kiệt tiền gia hạ nhân lần nữa đi đến, thân sắc còn có chút ngưng trọng, hắn nhanh chóng đưa lỗ tai cùng tiền vạn quán bẩm báo, thiếu tộc trường, nhận được tin tức, Thủy Thiên Nhu tiểu thư ngay tại vừa rồi tiến vào cửa thành Bắc. Thủy Thiên Nhu, tiền vạn quán trong con người hàn quang lóe lên, trên mặt đều là kinh ngạc, lập tức có chút giận dữ khiển trách, các người đều là thùng cơm sao nàng đoạn thời gian trước không phải tại vương thành sao đột nhiên đi vào linh thú thành, các người thế mà không có nửa điểm tin tức. Tiền gia hạ nhân lập tức sắc mặt xấu hổ, ôm quyền nói thuộc hạ có tội. Lăn xuống đi, Tiền vạn quán khẽ quát một tiếng, phân phó nói, lập tức để cho người ta thời khắc chú ý hành tung của nàng, vừa có tin tức lập tức đến báo. Các loại chợt tiền ra hạ nhân rời đi, tiền vạn quán lúc này mới bưng một chén rượu lên, nhấp mấy cái, con người lấp lóe ngưng âm thanh thì thào, cái con mụ điên này đến Linh Thú Thành làm gì nàng theo Vương Thành đột nhiên đi vào Linh Thú Thành. Thế mà không có nửa điểm tiếng gió truyền ra, chẳng lẽ là có người đang giúp nàng giấu giếm hành tung chẳng lẽ? Nàng là tìm đến lão đại khiêu chiến không được. Tiền vạn quán đột nhiên đứng lên cùng mọi người xin lỗi một tiếng, nhanh chóng đi xuống lầu các, đi đến lầu hai một cái phòng bên ngoài trầm hống, lưu lão, xảy ra chuyện, ta muốn trong đêm lên núi, làm phiền ngươi. Gian phòng bên trong rất nhanh truyền đến hai tên nữ tử không thuận theo âm thanh, còn có một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng mặc quần áo, không lâu lắm cửa phòng mở ra, lưu lão có chút bất mãn đi ra, hỏi thiếu tộc trường, xảy ra đại sự gì. Lần này xin lỗi, quay đầu cho ngài lão đưa 10 cái hoa khôi. Đi, trên đường nói, tiền vạn quán ngưng trọng nói một câu, thân thể mập mạp nhanh chóng hướng phía dưới đi đến, kết quả còn chưa đi ra vọng nguyệt các, vừa rồi tên kia tiền ra hạ nhân nhanh chóng lao tới, quát khẽ nói thiếu tộc trưởng, Thủy Thiên Nhu ra nam thành môn, thẳng đến Hắc Vân Sơn Mạch. Quả nhiên là tìm đến lão đại, tiền vạn quán sắc mặt càng thêm âm trầm, hướng phía sau lưu lão quát lớn, lưu lão, đi. Hưu, lưu lão mang theo tiền vạn quán, lập tức như một trận như cuồng phong hướng Hắc Vân Sơn Mạch phương hướng phóng đi thiên tinh đại lục rất lớn, đại lục trên danh nghĩa đều thuộc về Thanh Long Hoàng Triều, trên thực tế lại là quần hùng cắt cứ, lục đại các nước chưa hầu riêng phần mình hùng bá một phương, tự thành một nước đã đạt vài vạn năm. Cũng bởi vì dạng này cách cục, đại lục ở bên trên xuất hiện mấy cái không thuộc về Hoàng Triều cùng lục đại các nước chưa hầu thế lực, tỉ như Linh Thú Sơn Học Viện. Linh Thú Sơn Học Viện xếp hạng thứ ba, phía trước tự nhiên còn có hai học viện lớn. Xếp hạng thứ nhất Thanh Long Học Viện cùng xếp hạng đệ nhị Bách Hoa Học Viện, cái này tam đại học viện lịch đại viện trưởng gần như đều là đại lục một trong 10 đại cường giả. Tỷ như thế hệ này, ra các thanh vân tựu xếp hạng đệ thất, thanh long học viện viện trưởng xếp hạng thứ ba, bách hoa học viện viện trưởng xếp hạng thứ năm. Ngoại trừ tam đại ngoài học viện, đại lục còn có nhất quan, nhất tự. Đồng dạng không bị hoàng mệnh, độc lập với các nước chư hầu bên ngoài. Thủy Nguyệt Quan, đại thiện tự. Đại thiện tự bên trong có cái lão hòa thượng, nghe nói đã sống hơn 300 năm, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, tại đại lục xếp hạng thứ hai. Thủy Nguyệt Quan thì tại đại lục phía đông bắc tinh vẫn đảo, đảo chủ Thủy U Lan được công nhận đại lục đệ nhất, bởi vì đại thiện tự lão già kia hòa thượng đã từng bị nàng một trưởng vỗ nát cả xa. Thủy Thiên Nhu liền là Thủy U Lan độc nữ, tiểu ma nữ này một năm trước ra Bắc Lương Quốc, một đường khiêu chiến Bắc Lương Quốc thiên tài, chiến đấu 20 tràng, không một lần bại. Mà cùng nàng đối chiến 20 tên Bắc Lương Quốc thiên tài, có 16 người bị nàng phế đi. Lần này Thủy Thiên Nhu thẳng đến Hắc Vân Sơn Mạch, rất rõ ràng là bị người châm ngòi ly rán đi tìm giang giật cái này linh thú sơn đệ nhất thiên tài khiêu chiến, sở dĩ tiền vạn quán mới như thế sốt ruột trong đêm lên núi. Đương nhiên, tiền vạn quán cũng không sợ Thủy Thiên Nhu phế đi giang giật, hắn sợ giang giật. Giết Thủy Thiên Nhu, chương 154, Hắc Kỳ Lân, giang giật tối nay không có tu luyện, hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, để hắn có chút không tĩnh tâm được. Tô như tuyết đã trở về, nhưng giang giật cảm giác trên thân còn quấn quanh lấy nàng dư hương, hắn nằm tại hang đá bên trong căn phòng trên vách tường, hơi lim dim mắt, trong đầu trở về chỗ tô như tuyết ôm cái kia loại tiêu hồn thực cốt tư vị. Hắn 16 tuổi, thân thể thật sớm bắt đầu phát dục, hắn bị tiền vạn quán ảnh hưởng, đối với chuyện nam nữ cũng không phải như vậy tỉnh tỉnh mê mê. Đương nhiên tại tình yêu phương diện này, hắn còn hoàn toàn là thằng ngu. Tô như tuyết quan hệ với hắn rất, hai người cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều chuyện. Hắn tâm linh chỗ sâu đối với người đạo sư này có một loại dị dạng tình cảm, nhưng cũng chính là bởi vì nàng là đạo sư, giang giật mới không dám suy nghĩ nhiều. Có lẽ cũng là bởi vì tầng này màng, tô như tuyết tại rất nhiều thời gian đều tận lực tại tránh giang giật. Đương nhiên càng nhiều nguyên nhân, vẫn là giang giật cảm thấy mình không xứng với tô như tuyết. Hắn từ nhỏ không có cha mẹ, bị người ức hiếp, chế giễu vũ nhục, sở dĩ đáy lòng của hắn kỳ thật có chút tự ti, hắn chán ghét đám kia công tử tiểu thư. Xưa nay không thích dung nhập bọn hắn phạm vi, cũng là bởi vì cái kia yếu ớt phức cảm tự ti hắn là một cái con riêng, một cái rất mất mặt con riêng. Tô Như Tuyết thân phận rất siêu nhiên, tiền vạn quán nói qua nàng lai lịch không hề tầm thường. Giang giật chính mình cũng biết, có thể có được tím mị thần quang như thế cường đại bí thuật, Tô Như Tuyết không thể nào là người bình thường nữ tử. Sở dĩ theo thiên quân mộ sau khi trở về, Giang giật không có chủ động đi tìm Tô Như Tuyết một lần, mặc dù nội tâm của hắn phi thường muốn nhìn đến cái này mỹ lệ nữ tử. Tăng thêm Giang Tiểu Nô sự tình, cùng cưu ra quá nhiều, giang giật chính mình cũng không biết lúc nào sẽ chết cũng tự nhiên không dám hy vọng xa vời quá nhiều ầm um, bầu trời bên ngoài đột nhiên tỏa ra một viên pháo hoa chiếu sáng nửa bầu trời cũng đem giang giật từ trong trầm tư kéo lại hắn đôi mắt khôi phục băng lãnh nghi ngờ bước nhanh đi ra giật thiếu có người lên núi hướng bên này nhanh chóng tới gần thực lực rất cường đại tiền khôn nhanh chóng vào đây bẩm báo giang giật đi ra hang đá đứng ở bên ngoài trên vách đá nhìn qua dưới bóng đêm an tĩnh hoang dã hắn khoát tay áo nói, tiền khôn, toàn bộ các ngươi rút lui, tìm địa phương trốn đi. Giật thiếu, tiền khôn có chút cuống lên, cắn răng không nhúc nhích. Đây là mệnh lệnh, giang giật không cho giải thích vung tay lên, hờ hững nói ra, dám đến tìm ta phiền phức người, không phải là các ngươi có thể lẫn vào, cút. Giang giật nổi giận, tiền khôn không dám nhiều lời, dẫn đầu tiền gia tộc nhân nhanh chóng nhảy xuống thạch phong, đối bóng đêm hướng bên cạnh tùng lâm đi tiềm ẩn mà đi. Giang giật trong tay một cái màu đỏ dao găm đột nhiên xuất hiện, ánh mắt của hắn nghi ngờ nhìn qua phương xa lẩm bẩm nói, đến cùng là ai, dám đến tìm ta phiền phức. Cưu gia của hắn rất nhiều, tỷ như thiên võ thành mã gia giang gia, tỷ như trưởng tôn gia, tỷ như giang nghịch lưu. Bất quá những người này hẳn không có lá gan tới tìm hắn phiền toái, dù sao hắn thực lực tử phủ cảnh vô địch, còn như thần du cường giả, ngoại trừ trưởng tôn gia ai còn có thể điều động vấn đề là trưởng tôn gia dám mạo hiểm lấy giang biệt ly lôi đình chi nộ phái người ám sát hắn. Đáp án rất nhanh công bố. Dưới ánh trăng, một đầu màu đen to lớn cự thú nhanh chóng bôn tẩu mà đến, kia cự thú thân cao khoảng chừng 3 thước, chiều cao đạt tới hai thước nhiều, so ngân nguyệt yêu lam uy vũ nhiều. Cái này dị thú ngoại hình cũng rất kỳ lạ, đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu, nhìn rất là khó chịu. Hắc kỳ lân, giang giật đôi mắt co rụt lại, loại này yêu thú hắn trước kia ở trong sách nhìn qua, là tam gia yêu thú, vẫn là vô cùng bá đạo loại kia, đương nhiên vẫn là không có tam vĩ linh hồ kinh khủng, Nghe nói Hắc Kỳ Lân cũng có thể tu luyện tiến hóa, có thể tiến hóa thành tứ giai tử kỳ lân, ngũ giai hỏa kỳ lân. Giang giật ánh mắt tại Hắc Kỳ Lân trên thân quét qua, rất nhanh dừng lại đang ngồi ở Hắc Kỳ Lân bên trên một nữ tử bên trên. Đây là một cái rất đẹp thiếu nữ, da thịt như tuyết, ngũ quan tinh xảo nhưng so sánh Tô Như Tuyết, nhất là mắt một mí tăng thêm tiểu xảo ngạo nghễ hướng lên cái mũi, càng cho người ta một loại linh tú khí chất. Nàng áo bào rất là kỳ dị, mặc một thân lục sắc váy dài, trên váy treo đầy lục sắc tiểu linh đang trên cổ còn mang theo một cái ngân sắc vòng cổ, tóc đen nhánh chảy vuốt thành rơi búi tóc, óng ánh sáng long lanh vành tai treo ngược lấy hai cái thật to ngân sắc vòng tai. Giống giống, Hắc Kỳ Lân một đường chạy nhanh đến, thật xa tự khóa chặt đứng tại đột xuất trên vách đá giang giật, phát ra một tiếng như sấm gầm rú, thiếu nữ trên người chuông lục lạc cũng vang lên một trận thanh thúy tiếng len keng. Chú đỉnh cảnh bắt trọng, thiếu nữ xa xa khóa chặt giang giật, như mực lông mày nhăn, tại thạch phong phía dưới trăm trượng, nàng khống chế Hắc Kỳ Lân ngừng lại, xa xa cùng giang giật đối mặt cái này hắc kỳ lân là linh thú a không phải ngoại trừ linh thú sơn học viện bên ngoài không có người có được thuần hóa linh thú bí thuật sao thiếu nữ này làm sao thuần hóa hắc kỳ lân giang giật hồ nghi nháy nháy mắt nhìn qua phía dưới xa lạ thiếu nữ có chút không làm rõ ràng được dụng ý của nàng thiếu nữ nhìn một trận mở miệng khẽ kêu nói người thế nhưng là giang giật linh thú sơn học viện đệ nhất thiên tài giang giật khẽ giật mình thiếu nữ này làm sao biết tên của hắn hắn dừng lại hờ hững nói, chính là tại hạ giang giật, đệ nhất thiên tài không dám nhận, xin hỏi cô nương có gì chỉ giáo. Giang giật, vậy liền không sai, thiếu nữ mắt hạnh bên trong hiện lên một tia lãnh quang, khẽ kêu, bản tiểu thư là Thủy Nguyệt Quan Thủy Thiên Nhu, giang giật ngươi cần phải nhớ rõ ràng, đến lúc đó cũng đừng chết rồi, cũng không biết là ai giết. Ông, nói xong Thủy Thiên Nhu rũi ra một cái um tùm ngọc thủ, tại trên cổ ngân sắc phòng cổ bên trên một chảo, kia vòng cổ đột nhiên bạch quang đại chấn, hóa thành một đạo bạch quang hướng Giang Giật bay đi. Ngọa Tào, Giang Giật cảm giác được kia vòng cổ bên trên kinh khủng uy áp, nhìn thấy một đạo bạch quang tựa như tia chớp bay vụt mà đến, cái này bạch quang còn tại không ngừng biến lớn, phía trên khí tức khủng bố không hề kém người Vương Ấn, hắn lập tức biến sắc, thân thể bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía dưới nhảy xuống. Oanh, vòng cổ lớn lên theo gió, tại đến Thạch Phong lúc đã biến thành đường kính 10 trượng, cái này giới đột nhiên đánh tới hướng Thạch Phong, nương theo lấy một tiếng kinh thiên nổ vang thạch phong ngang eo bị nện đoạn phía trên nửa cái thạch phong ẩm vang hướng phía dưới nện xuống vô số đá vụn bay đầy trời bắn bụi bọng ngập trời mà lên bốn phía đất rung núi chuyển cảm giác tận thế hàng lâm giang giật vừa mới bay vọt mà xuống liền thấy phía trên một nửa thạch phong ẩm vang nện xuống vội vàng thân thể bắn lên hướng nơi xa chạy như điên oanh nửa cái thạch phong đập xuống tại mặt đất dẫn tới mặt đất chấn động bụi mù che cả bầu trời tiếng oanh minh bên tai không dứt Giang giật may mắn vừa mới trốn được một mạng, lại bị bội mù sặc đến liên thanh ho khan, nội tâm của hắn nổi giận vô cùng, trong đôi mắt cũng bắt đầu sáng lên một đạo hồng quang. Cái này Thủy Thiên nhu dáng dấp như hoa như ngọc, tâm địa lại như thế độc địa vừa thấy mặt nói không nói hai câu lập tức xuất thủ, mà lại vừa ra tay vẫn là như thế bá đạo công kích, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, sợ là muốn bị trực tiếp nghiền ép thành thịt nát. Thủy Thiên nhu nhìn còn không có hắn đại, nhưng thực lực đã đạt tới tử phủ đỉnh phong, có được một cái tam giai linh thú, cùng có thể so với giang nghịch lưu nhân vương ấn chí bảo, giang giật mặc dù chưa nghe nói qua thủy nguyệt quan, nhưng cũng biết thiếu nữ này địa vị rất lớn. Mặc dù như thế, giang giật vẫn là trước tiên thả ra sát lục chân ý, hắn cũng mặc kệ thiếu nữ này là hoàng triều công chúa, hoặc là thiên tiên nữ nhi, đã cái này thủy thiên nhu muốn giết hắn, như vậy thì phải thừa nhận lửa giận của hắn. Trường 155, thiên vương lão tử cũng phải chết. Sát lục chân ý, Thủy Thiên Nhu trong đôi mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, bất quá cái này tia kinh ngạc rất nhanh chuyển đổi thành hưng phấn nàng cười nhạt một cái nói quả nhiên thật sự có tài không có uổng phí bản tiểu thư thật xa chạy tới hư hư linh thú sơn học viện đệ nhất thiên tài xem bản tiểu thư làm sao đem ngươi dẫm lên tại dưới chân tiểu hắc đi giống giống hắc kỳ lân hai cái to lớn trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch yên bạch yên phun đến trên mặt đất lập tức giấy lên hừng hực việt hỏa đem mặt đất cỏ dại thiêu đốt không còn một mảnh cũng đem mặt đất nướng đến một mảnh khét lẹt nó bốn vó đập một cái, như một đầu đấu bỏ hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Giang giật vò tới. Chết, Giang giật ngạo nghễ không sợ đối sông mà đến, đôi mắt hoàn toàn biến thành huyết hồng, sát khí trên người lần nữa tăng một phần, kia kinh khủng sát khí ép tới Thủy Thiên Nhu thân thể run lên, nhưng đối với cái này Hắc Kỳ Lân cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Giang giật sát lục chân ý mới tiến vào tầng thứ hai, nhị giai đỉnh phong yêu thú đều chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, đối với tam giai yêu thú áp chế bên trong tự nhiên yếu đi rất nhiều. Tiểu Hắc, cho ta dẫm chết hắn thủy thiên nhu bị sát khí ảnh hưởng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là yếu ớt nàng có chút thẹn quá thành giận gầm nhẹ một tiếng đồng thời trên tay quang mang lấp lánh hướng nắm vào trong hư không một cái xa xa cái kia ngân sắc phòng cổ nhanh chóng bắn ngược mà quay về kia to lớn hắc kỳ lân thì lập tức nhảy lên thật cao kia như đá đôn móng đối giang giật thân thể trùng điệp triển xuống bạo nguyên trưởng giang giật nhanh chóng ngưng tụ một trăm tia hắc sắc nguyên lực nơi tay lòng bàn tay áp xúc đột nhiên đối hắc kỳ lân móng đập tới Oanh, một đạo kinh khủng nguyên lực đổ xuống mà ra trên không trung bạo tạc, cường đại khí lãng đem cái kia khổng lồ hắc kỳ lân lật tung ra ngoài, cũng đem giang giật cho đẩy lui mấy chục trường. Tam gia yêu thú phòng ngự quả nhiên cường đại, cứ việc bị cường đại sóng xung kích hất tung ở mặt đất bên trên lăn vài vòng, nhưng ngoại trừ trái móng trước ẩn ẩn có huyết dịch chảy ra bên ngoài, cái này hắc kỳ lân cũng không nhận được tổn thương gì. Trái lại thủy thiên nhu lại có chút thảm, mặc dù nàng trước tiên kịp phản ứng, tránh né hắc kỳ lân nghiền ép, nhưng bởi vì lăn trên mặt đất mấy chục giới, cả người đều trở nên dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, trên mặt trên tay đều đen như mực, tóc đen nhánh cũng biến thành lộn xộn vô cùng, rất là chật vật. Giang giật, người nhất định phải chết, tiểu hắc, cho ta thiêu chết hắn. Thủy Thiên Nhu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tức giận đến run rẩy lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là lạnh thấu xương sát khí, nàng khẽ kêu một tay bắt lấy giữa không trung bay vụt mà đến vòng cổ, lập tức dùng nguyên lực thôi động, tùy thời chuẩn bị công kích. Giống giống, Hắc Kỳ Lân thụ thương cũng dị thường nổi giận, khổng lồ thân thể rất nhanh vọt lên, tựa như tia chớp hướng Giang Giật phóng đi, tại Giang Giật vừa mới bỏ lên lúc liền đã đã tới hắn phụ cận, mở ra tinh hồng miệng rộng, cuồng phún ra một cái màu u lam hỏa diễm, đem Giang Giật bao phủ đi vào. Súc sinh, trời gây nhiệt còn có thể tha thứ, tự gây nhiệt thì không thể sống. Giang Giật lạnh nhạt đứng thẳng nguyên địa bất động, mặc cho hỏa diễm bao phủ thân thể của hắn, trong ngực hắn hỏa linh châu cũng không có ngoại ý muốn phát sáng lên, thân thể ra ngoài hiện một tầng trong suốt màn hào quang, những cái kia hỏa diễm đụng chạm lấy cái này màn hào quang lập tức biến mất không ẩn vô tung, toàn bộ bị hỏa linh châu cho hấp thu. Giống giống, Hắc Kỳ Lân Linh trí hiển nhiên cũng không cao, nhìn thấy nó phun ra hỏa diễm thế mà biến mất nó phát ra một tiếng như sấm tiếng giống, lần nữa đột nhiên phun ra một cái so vừa rồi càng lớn hỏa diễm. Tiếp tục phun, Giang giật đứng tại chỗ bất động, cái này Hắc Kỳ Lân phun hỏa diễm càng nhiều, hắn hỏa linh châu bên trong tựu hấp thu càng nhiều, công kích của hắn thủ đoạn cũng sẽ càng nhiều. A, à, tại Hắc Kỳ Lân phun ra đạo thứ ba hỏa diễm thời điểm, Thủy Thiên Nhu rốt cuộc tỉnh ngộ lại, nàng khẽ kêu tiểu Hắc lui, hắn thân thể có bảo vật, không sợ ngươi hỏa. Hắc Kỳ Lân chính là hỏa thuộc tính yêu thú cùng hỏa điều không sai biệt lắm, thủ đoạn công kích hoàn toàn dựa vào yêu thuật hỏa diễm, đã cái này hỏa diễm đối giang giật vô hiệu, giang giật lại có bạo nguyên trưởng có thể tổn thương Hắc Kỳ Lân, Thủy Thiên Nhu tự nhiên không còn dám để Hắc Kỳ Lân mạo hiểm. Muốn chạy đã muộn, Giang giật hừ lạnh một tiếng, tay hắn nhanh chóng trong ngực tìm tòi lấy ra hỏa long châu, sau đó dùng thế xét đánh không kịp bưng tay lấy ra một viên hỏa linh thạch tay một nhát. Hỏa linh châu trong nháy mắt hướng hắc kỳ lân vào tới, đụng chạm lấy hắc kỳ lân thân thể lập tức toát ra màu xanh hỏa diễm, đem cái này hắc kỳ lân đầu cho đốt ra một cái lỗ thủng to, đồng thời để nó đầu giấy lên liệt hỏa. Chỉ là trong chốc lát hắc kỳ lân kia to lớn đầu tự biến thành than cốc, thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất, triệt để tử vong a à, tiểu hắc thủy thiên nhu nhìn thấy hắc kỳ lân kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng lập tức phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thê giống cái này hắc kỳ lân từ nhỏ nương theo nàng lớn lên tình cảm thâm hậu giờ phút này bị giang giật đánh giết nàng tâm đều cảm giác bị xé nát hư kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết giang giật trên mặt không có nửa điểm tâm tình chập trờn thân thể hướng thủy thiên nhu bắn tới kia cùng bạo sát khí lại bao phủ thủy thiên nhu một cái tay khác một cái màu đen nỏ máy xuất hiện đối thủy thiên nhu không lưu tình chút nào bắn ra đi Gia các Thanh Vân nói qua, Giang giật trên thân ẩn núp lệ khí, một khi chọc giận hắn, hắn biết cái gì đều không để ý động thủ giết người, đâm phá thiên lại nói, giờ phút này cũng đã chứng minh điểm này. Giang giật, bản tiểu thư không giết người thể không làm người. Cung tên phá không thanh âm rốt cuộc đánh thức Thủy Thiên Nhu, mặc dù nàng bị sát lục chân ý ảnh hưởng, thực lực bị áp chế một chút, nhưng nàng tự tin có thể nhẹ nhõm chém giết Giang giật. Hưu nhìn thấy diệt thần nỏ mà đến, Thủy Thiên Nhu không chỉ có không có tránh né, ngược lại tại nguyên chỗ uốn éo người nương theo lấy nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể múa nàng kia thân sinh đẹp lục sắc váy đột nhiên sáng lên một đạo rực rỡ lục quang một cái hình tròn lồng ánh sáng màu xanh lục bao phủ nàng Âm, um, diệt thần nỏ cuối cùng đã tới nhưng bắn tại kia lồng ánh sáng màu xanh lục bên trên lại tựa như đâm vào trên miếng sắt một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên diệt thần nỏ bị bắn ngược ra đi thủy thiên nhu không có nửa điểm sự tình cái này bà điên đến cùng là lai lịch gì làm sao trên thân đều là trí bảo giang giật trong đầu thanh tỉnh kia tia ý thức hiện lên một tia kinh dị cái này diệt thần nhỏ lớn như thế uy lực sợ là thần du cường giả bị bắn chúng cũng sẽ chết đi quần trên người nàng chẳng lẽ cũng là thánh khí cái này thiên hạ thánh khí nhiều đến như lông châu sao chết thủy thiên nhu ngọc thủ vung lên trong tay vòng cổ lại hóa thành một đạo bạch quang hướng giang giật phóng tới kia vòng cổ lớn lên theo gió phía trên khí thế khủng bố để giang giật không hoài nghi chút nào một khi bị đập chúng thân thể của hắn tuyệt đối sẽ biến thành thịt nát ngân nguyệt yêu lang hiện Giang giật trước tiên bạo hống, một cái tử sắc yêu lang đột ngột ra phía trước, giang giật thân thể bay vọt mà lên, khống chế yêu lang hướng bên cạnh mà đi. Bà điên, đi chết, yêu lang tốc độ quá nhanh, giang giật lại là trước tiên thả ra linh thú, sở dĩ hiểm hiểm tránh thoát phòng cổ công kích. Hắn khống chế yêu lang tựa như tia chấp hướng Thủy Thiên Nhu tiêu xạ mà đi, một cái tay bên trong nắm thật chặt hỏa linh châu, tùy thời chuẩn bị phóng thích hỏa linh thạch diệt sát Thủy Thiên Nhu. Thủy Thiên Nhu trên người bảo vật nhiều lắm, giang giật không dám mạo hiểm, Mặc dù trên người nàng lục sắc váy có thể phóng xuất ra một cái phòng ngự màn hào quang, nhưng Giang giật tự tin hỏa linh thạch tuyệt đối có thể đơn giản đốt mặc, tiếp theo diệt sát Thủy Thiên Nhu. Lão đại, không muốn. Đúng lúc này, nơi xa một thân ảnh bay vụt mà đến, tiền vạn quán bị lưu lão mang theo băng băng mà tới. Hắn nhìn thấy Giang giật cưỡi ngân nguyệt yêu lang như mũi tên hướng Thủy Thiên Nhu chạy như điên, trong đôi mắt đều là sát khí, lập tức gấp đến độ bảo hống. Lão đại, người giết Thủy Thiên Nhu, sợ là trên trời dưới đất không ai có thể cứu ngươi, nó mẫu thân là đại lục đệ nhất cường giả A. Giang giật huyết hồng con ngươi co rụt lại, lập tức nhưng không có bất cứ chút do so dự nào, tiếp tục khống chế ngân nguyệt yêu lang cuồng sông mà đi, trong miệng bạo hống, muốn giết ta giang giật người, mặc kệ là thiên vương lão tử, đều muốn có chết giác ngộ. chương 156, Linh hồn cường giả, hừ, ngay tại giang giật chuẩn bị động sát thủ chém giết Thủy Thiên Nhu lúc, bên cạnh trong rừng cây đột nhiên dần hiện ra một cái tóc bạc lão ẩu lão ẩu này không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là hư lạnh một tiếng, lại làm cho giang giật như bị sét đánh, toàn thân co quắp, sát khí trên người cũng tự động biến mất, sát lục chân ý rời khỏi. A, à, giang giật một cái tay bưng lấy đầu, hét thảm một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thống khổ, hắn cảm giác linh hồn bị xé nứt đau đến chịu không được, nếu không phải hắn một cái tay gắt gao bắt lấy yêu lang độc giác, giờ phút này sợ là muốn bị lật tung đi ra. Công kích linh hồn thủy thiên nhu ám vệ, lại là linh hồn cường giả lưu lão lao nhanh bước chân trì trệ rất là e ngại nhìn qua vị kia tóc bạc lão ẩu hắn đã sớm đoán được thủy thiên nhu như thế thân phận nàng ám vệ khẳng định sẽ rất mạnh lại không nghĩ rằng đúng là am nhiều linh hồn cường giả cái này cường giả thế nhưng là có thể giết người ở vô hình a ha ha giang giật chịu chết đi thủy thiên nhu nhìn thấy giang giật bên trong bản thân ám vệ công kích linh hồn lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng nghỉ bởi vì giang giật sát lục chân ý biến mất thực lực của nàng thoáng cái khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ nàng khẽ kêu một tiếng trong tay một viên sinh đẹp giới chỉ sáng lên một cái hoa lệ màu đỏ bảo kiếm ra trong tay nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhẹ nhảy dựng lên chân sau một điểm nguyên lực quán chú trường kiếm hỏa hồng sắc trường kiếm phun ra đạo đạo khí lãng hướng giang giật chém tới thiên khí lão đại mau tránh tiền vạn quán trợn mắt muốn nứt cực lực uốn éo người lưu lão lại mang theo hắn nhanh chóng lui nhanh thủy thiên nhu ám về quá cường đại đắc tội thủy thiên nhu cùng nàng sợ là hai người đều phải để lại xuống a à, Giang giật còn bưng lấy đầu không ngừng gào thét, hiển nhiên linh hồn bên trong truyền đến đau đớn để hắn khó chịu dị thường. Kia yêu lang linh trí quá thấp, không có giang giật mệnh lệnh, lại vẫn đần độn hướng phía trước phóng đi, mắt thấy là phải bị Thủy Thiên Nhu một kiếm chém giết. Chết, ngay tại Thủy Thiên Nhu trường kiếm trong tay sẽ đánh xuống thời điểm, giang giật đột một bạo giống một tiếng, trên mặt vẻ thống khổ cũng đã biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy sát khí cùng lạnh ý, tựa hồ vừa rồi kia thống khổ dáng vẻ là ngụy trang. Giang giật thống khổ vừa rồi tự nhiên là ngụy trang, linh hồn của hắn chỉ là đau một cái, hỏa long châu bên trong lập tức truyền lại một tia năng lượng tới, để linh hồn hắn bên trong kim quang nổ bắn ra, loại kia như tê liệt đau đớn hoàn toàn biến mất. Hắn sở dĩ ngụy trang, chính là vì tiếp cận Thủy Thiên Nhu, giờ phút này Thủy Thiên Nhu gần trong gang tức hắn như thế nào lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy khóe miệng của hắn lộ ra một vòng lạnh ý, hỏa linh châu bên trong một viên hỏa linh thạch trong nháy mắt xuất hiện, hắn đột nhiên vung ra một trường hỏa linh thạch như như lưu tinh hướng Thủy Thiên Nhu vào tới. Không được, Thủy Thiên Nhu ám vệ, cái kia tóc bạc lão ẩu sắc mặt dây lát biến, thân thể tựa như tia chớp vào tới, người giữa không trung phát ra giống to một tiếng, tiểu tạp toái, người dám. Thanh âm này rất là kinh khủng, tại nàng mở miệng một khắc này, nàng phía trước không gian đều run rẩy lên, như từng đạo liên y hướng bốn phương tám hướng dập dần mà đi. Sóng âm nhiếp hồn thuật, lưu lão sắc mặt lần nữa biến đổi, thân thể lui nhanh tốc độ nhanh hơn mấy phần, nhìn về phía giang giật ánh mắt đã như chết người không khác. Cái này sóng âm nhiếp hồn thuật là phi thường cường đại công kích linh hồn, bình thường thực lực không mạnh võ giả, linh hồn sẽ trực tiếp bị chấn động đến sụp đổ. A à, hồn bà bà cứu ta, tại hỏa linh thạch xuất hiện trong nháy mắt, Thủy Thiên Nhu cảm giác được một cỗ nguy hiểm chí mạng, cảm giác viên kia hỏa hồng sắc tiểu thạch ảnh chân dung tử thần liêm đao, muốn đơn giản thu hoạch cái mạng nhỏ của nàng. Nàng khuôn mặt nhỏ dọa đến xanh xám, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng hoảng sợ run rẩy lên, phát ra một tiếng thê giống. Xuy suy, hỏa linh thạch đụng một cái sở thủy thiên nhu bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng màu xanh lục, lập tức toát ra màu xanh hỏa diễm, nhẹ nhõm đem cái này diệt thần nỏ cũng không thể dung chuyển chút nào lồng ánh sáng màu xanh lục đốt mặc. Hỏa linh thạch tiếp tục hướng thủy thiên nhu bay đi, cuối cùng bắn chúng nàng kia xinh đẹp lục sắc váy dài. Ông ở trong nháy mắt này ở giữa kia váy đột một phóng xuất ra một đạo lục sắc ánh sáng, phía trên tiểu linh đang nhanh chóng rung động, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng len keng. Ngay sau đó, vô cùng quỷ dị sự tình phát sinh. Thủy Thiên Nhu thân thể lại đột một tại nguyên chỗ biến mất, sau đó ở phía xa trăm trượng mặt đất ngưng hiện. Nhưng nàng lục sắc trên váy dài mười mấy cái tiểu linh đang lại toàn bộ bạo liệt, phía trên còn ra phát hiện ra mấy cái lỗ nhỏ, nguyên bản nhìn hoa mỹ dị thường váy dài, giờ phút này lờ mờ tối tăm, xấu xí đến cực điểm. A, à, thế là đồng thời, Giang giật đầu lần nữa truyền đến một trận như tê liệt thống khổ, tóc bạc lão ẩu hồn bà bà sóng âm nhiếp hồn thuật rõ ràng so vừa rồi cái kia đạo tiếng hử lạnh cường đại quá nhiều. Linh hồn của hắn tại thời khắc này cảm giác liền muốn hỏng mất, một khi linh hồn sụp đổ, giang giật sẽ trong nháy mắt tử vong. Ông, hỏa linh châu kịp thời phát sáng lên, một cỗ không hiểu năng lượng tiến vào giang giật trong linh hồn, linh hồn của hắn kim quang tăng vọt, kia cỗ như tê liệt thống khổ nhanh chóng biến mất. Mặc dù như thế, giang giật sắc mặt vẫn như cũ phát xanh, trong miệng đều là đắng chát loại kia tại đường danh sinh tử du tẩu cảm giác quá kích thích linh tước bào bị hủy tiểu tử ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ một đạo bạo tiếng giống đem giang giật giật mình tỉnh lại hồn bà bà hóa thành tàn ảnh hướng bên này băng băng mà tới tựa hồ phát giác được giang giật trên người có bảo vật có thể bảo hộ linh hồn nàng không tiếp tục phóng thích công kích linh hồn mà là trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu đen phía trên phun ra đạo đạo hắc lãng muốn cưỡng ép chém giết giang giật trốn giang giật không phải giờ phút này Thủy Thiên Nhu không biết sử dụng cái gì quỷ dị thần thông, hoặc là món kia kỳ quái lục sắc váy dài tự mang thần thông, đã đột một thuấn di đến bên ngoài trăm trường. Cái này hồn bà bà tốc độ lại như thế nhanh chóng, hắn tuyệt đối không có cơ hội chém giết nàng. Hôm nay đánh chết Hắc Kỳ Lân, còn hủy đi Thủy Thiên Nhu một kiện trí bảo cũng coi như kiếm lời. Đối đầu thần du cường giả, hắn còn không trốn chỉ có một con đường chết. Yêu lang, phóng thích ngươi yêu thuật, sau đó, toàn lực chạy trốn, hắn trầm hống một tiếng, Yêu lang độc giác lập tức phát sáng lên, bắn ra một đạo tử quang bắn thẳng đến hồn bà bà mà đi, sau đó đột nhiên quay đầu lao nhanh. Hừ, hồn bà bà thân thể lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát yêu lang yêu thuật, yêu lang tử quang vạch phá bầu trời, cuối cùng bắn vào xa xa trong rừng rậm, phàm là tử quang những nơi đi qua, một mảnh cây cối hóa thành bột mịn, uy lực dọa người. Còn muốn trốn chết, hồn bà bà nhìn thấy yêu lang đã hóa thành một mảnh tàn ảnh hướng nơi xa chạy như điên, lập tức giận dữ, đưa tay ngoại phóng ra một đạo đau mang, hướng xa xa giang giật đuổi theo. Yêu lang, hướng bên trái chuyển hướng, cảm nhận được phía sau lạnh thấu xương sát cơ, giang giật trước tiên cùng yêu lang hạ mệnh lệnh. Cũng may yêu lang tốc độ rất nhanh, hiểm hiểm tránh né phía sau cái kia đạo hình bán nguyệt đao mang công kích. Tam gia yêu thú rõ ràng so nhị giai yêu thú cường đại quá nhiều, thả ra yêu thuật thân thể cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng, chỉ là tốc độ chậm một tia. Oanh, đao mang phá không mà đi, đem phía trước một rừng cây trực tiếp phá hủy, như như gió thu quét lá rụng trọn vẹn hủy đi mấy trăm trượng xâm lâm mới năng lượng hao hết. Thật là khủng khiếp, hắn âm thầm kinh hãi, quay đầu nhìn thấy hồn bà bà tựa như tia chớp phá không mà đến, tốc độ không thể so với yêu lang chậm càng thêm hoảng sợ. Xem ra cái này hồn bà bà thực lực ít nhất đều là thần du thất bát trọng, nếu không không có khả năng cùng yêu lang tốc độ ngang hàng. Hắn nhìn thấy hồn bà bà lại muốn ngoại phóng nguyên lực, con người nhất chuyển có chủ ý, hắn đột nhiên đối bên phải bạo hống, trưởng tôn vô kỵ, người còn trốn ở làm gì mau dẫn người đem Thủy Thiên Nhu giết, trên người nàng trí chí bảo chính là của chúng ta. chương 157, Diệt Thế Ngân Quyển, hồn bà bà quả nhiên trúng kế, thân hình dừng lại, nhanh chóng quay người hướng Thủy Thiên Nhu chạy đi. Mặc dù nàng cũng đoán được có thể là mà tính, nhưng làm ám vệ, Thủy Thiên Nhu an toàn vĩnh viễn là vị thứ nhất, trên người nàng phòng ngự trí bảo linh tước bảo bị hủy diệt, hồn bà bà tự nhiên không yên lòng. Trốn, hồi trở lại học viện, Giang giật âm thầm thở dài một hơi, khống chế yêu lang bằng nhanh nhất tốc độ hướng linh thú sơn học viện chạy đi trong học viện có ra các thanh vân tại cái này thủy thiên nhu cùng hồn bà bà không có sao mà to gan như vậy đuổi theo a suối quẩy một bên nhanh chóng cưới yêu lang bôn tẩu giang giật một bên thầm mắng kia thạch phong trước kia đào xong trong sơn động thế nhưng là tổn phóng hắn mấy ngày chiến quả tiền khôn lúc đầu muốn mỗi ngày đều phái người vận chuyển đến linh thú thành bên trong giao cho tiền ra cửa hàng bán thành tiền giang giật cảm thấy quá phiền phức liền để tiền khôn cách mỗi năm ngày phái người vận chuyển một lần. Ngược lại tốt, kia giá chỉ mấy chục vạn tử kim yêu thú vật liệu xem như hủy sạch, cái kia như thế thoải mái dễ chịu hang đá cũng hủy đi, nghĩ tới đây gian giật hận đến răng trực dương dương. Hắn con người nhất chuyển lại cảm thấy không đúng, Thủy Thiên Nhu rõ ràng là một cái tốt dũng vui đấu, không biết trời cao đất rộng thiên kim đại tiểu thư, coi như nàng nghe nói chính mình là linh thú sơn học viện đệ nhất thiên tài tìm đến khiêu chiến cũng sẽ không như thế chính xác tìm tới vị trí của mình a à, còn có tiền vạn quán rõ ràng nhận biết thủy thiên nhu còn nói mẫu thân nàng là đại lục đệ nhất cường giả kia vì sao không sớm một chút thông chi hắn âm mưu giang giật người thấy âm mưu khí tức đương nhiên hắn cũng không hoài nghi tiền vạn quán chỉ là trong này cảm giác được có người tại thao túng tại bố cục mục đích là mượn thủy thiên nhu tay chém giết chính mình hưu ngân nguyệt yêu lang rất nhanh chạy xuống hắc vân sơn mạch hướng linh thú sơn học viện phóng đi tại sông vào linh thú sơn học viện địa bàn lúc Đem bên trong dãy núi đóng giữ linh thú sơn phụ cận đội tuần tra giật nảy mình. Đội tuần tra thành viên đều là tử phủ cảnh, sắc trời vừa tối, mọi người chỉ cảm thấy một đạo u ảnh hiện lên, lại tập trung nhìn vào lại không có cái gì, còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ. Tiểu tạp vái, còn muốn trốn, nhận lấy cái chết. Hắc Vân Sơn mạch bên trong truyền đến một đạo bạo giống, hồn bà bà mang theo thủy thiên nhu cấp tốc đuổi theo, tốc độ như gió chỉ điện giật, trên thân càng là bộc phát ra khí thế cường đại. Kia sát khí ngất trời còn xa tại ngoài mấy chục dặm, liền để Linh thú Sơn học viện đội tuần tra cảm giác được kinh hồn bạt vía. Phát tín hiệu, cầu viện, đội tuần tra người tự nhiên không dám đi lực kháng thần du cường giả, một người quát lớn, rất nhanh vô số đạn tín hiệu phóng lên tận trời, ở giữa không trung tỏa ra, tại cái này đen nhánh tĩnh di trong đêm lộ ra phá lệ lóa mắt cùng mỹ lệ. Một cái lão bà điên, một cái tiểu nha đầu điên. Giang giật nhìn lại, ánh mắt lộ ra một vòng tức giận, hắn nhìn qua cách đó không xa cao vút trong mây Linh thú Sơn khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, cao giọng hét lớn, hai cái bà điên, ta ngay tại cái này, có gan ngươi bọn họ đến giết ta. Hồn bà bà, giết hắn, nếu không ta cũng không sống được. Hồn bà bà lúc đầu nhìn thấy giữa không trung đạn tín hiệu, có chút trần chờ Thủy Thiên Nhu nghe xong giang giật ngung cuồng quát lớn âm thanh lập tức nổi giận. Đời này nàng còn không có nhận qua như thế ủy khuất đâu, một đường theo tinh vẫn đảo đến Bắc Lương Quốc lại đến thần võ quốc, nàng thế nhưng là chưa từng thua trận, tao ngộ giang giật không chỉ có làm cái đầy bụi đất, từ nhỏ đến lớn làm bạn chính mình hắc kỳ lân còn bị giết mẫu thân của nàng cho nàng hộ thể thánh khí linh tước bào cũng hủy đi nội tâm của nàng nổi giận có thể nghĩ hồn bà bà cũng giận dữ không thôi nàng nguyên bản nhìn thấy giang giật chỉ có chú đỉnh cảnh bát trọng hoàn toàn không có để ý thẳng đến giang giật đánh chết hắc kỳ lân nàng mới coi trọng nhưng bởi vì khoảng cách quá xa tăng thêm hắc kỳ lân chặn ánh mắt nàng cũng không biết rõ giang giật làm sao đánh giết hắc kỳ lân nghĩ đến hồi trở lại tinh vẫn đảo về sau nàng đều không biết như thế nào cùng thủy u lan bàn giao cũng biết rõ cái này tiểu tổ tông tính khí sợ là không chém giết giang giật hội náo cái không ngớt nàng con ngươi lấp lóe hai vòng cắn răng hướng linh thú sơn địa bàn đuổi theo tiểu công chúa người mà thiên lăng cho ta mượn dùng một chút ta trước tiên đem tiểu tử này vây khốn lại làm thịt tiểu tử này cái này ngân nguyệt yêu lang tốc độ quá nhanh ta sợ là đuổi không kịp hồn bà bà một bên toàn lực lao nhanh vừa cùng thủy thiên nhu nói thủy thiên nhu khẽ giật mình hồ nghi hỏi hồn bà bà kia ma thiên lăng thế nhưng là bị ta luyện hóa một chút ngươi có thể sử dụng ta linh hồn như thế cường đại ngươi lưu tại ma thiên lăng bên trên ấn ký nhẹ nhõm có thể xóa đi hồn bà bà nhanh chóng nói ra nhanh lên tiểu tử này phải vào linh thú sơn học viện ra các thanh vân lão thất phu kia mặc dù không dám đắc tội mẫu thân ngươi nhưng nếu là đi học trong nội viện nào, hắn khẳng định sẽ ra tay ngăn cản nói thế nào hắn cũng muốn mặt mũi tốt thủy thiên nhu cổ thần nguyên giới lóe lên một cái màu bạc trưởng lăng xuất hiện hồn bà bà trong mắt lóe lên một đạo hắc quang bắn tại cái này ma thiên lăng bên trên một cái tay bắt lấy ma thiên lăng quán chú nguyên lực rất nhanh quát khẽ đi suy suy ma thiên lăng như một đạo giải lụa màu bạc bắn vào giữa không trung chỉ là mấy cái trong trước mắt tự hoa phá thiên tế đuổi sát giang giật mà đi đây là vật gì giang giật một ngực quay đầu nhìn chăm chú lên đằng sau chỉ cảm thấy lóe lên ánh bạc vật kia đã phá không mà đến rồi hắn một cái tay nhanh chóng bắt lấy trong ngực hỏa linh châu một bên quát lớn yêu lang hướng bên trái tránh né. Suy suy, nào biết ngân nguyệt yêu lang lóe lên, kia ma thiên lang đi theo chuyển hướng, một mực xa xa khóa chặt hắn, giang giật thầm mắng không thôi cũng không dám tùy ý phóng thích hỏa linh thạch, bởi vì hắn không có nắm chắc đánh chúng cái này ma thiên lang. Đại lục đệ nhất cường giả nữ nhi bảo vật này quả nhiên nhiều đến dọa người, đây con mẹ nó liền là hơn một cái bảo ngang ngược nữ. Giang giật âm thầm kêu khổ, nhưng hắn có thể làm sao chỉ có thể không ngừng đối yêu lang hạ mệnh lệnh, để nó đã tốc độ nhanh nhất hướng học viện có thể chạy đi. Giờ phút này hắn cách học viện chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách, chỉ cần trong chốc lát liền có thể xông vào học viện. Suy suy, đáng tiếc, mà thiên lăng tốc độ quá nhanh, dùng thế xét đánh không kịp bưng tai đem giang giật cùng ngân nguyệt yêu lang đồng thời quấn quanh đi vào, bao thành một cái thịt bánh trưng, bởi vì yêu lang còn tại phi nhanh, sở dĩ một người một sói tự nhiên hướng phía trước lan xuống mà đi, cuối cùng trùng điệp đâm vào một cái trên tảng đá. Đây là cái gì làm sao như vậy cứng cỏi? Giang giật cảm giác một trận bạch quang hiện lên, thân thể của hắn tự không động được, hắn dùng sức vặn vẹo, nhưng càng là vặn vẹo kia ma thiên lăng cuốn lấy càng chặt, đều siết đến hắn có chút thở không được. Hỏa linh thạch, Giang giật cắn răng chuẩn bị lần nữa phóng thích một viên hỏa linh thạch, nhưng rất nhanh giật mình tỉnh lại, cái này hỏa linh thạch bá đạo như vậy, sợ là vừa xuất hiện ngân nguyệt yêu lang sẽ lập tức hóa thành hư vô a. À. Linh thú phù trong ngực, chỉ cần quán chú nguyên lực liền có thể đem ngân nguyệt yêu lang thu vào đi. Vấn đề là, Giang giật ngay cả động cũng không động được, hắn lại thế nào lấy linh thú phù linh thú phù cũng không phải cùng hỏa linh châu đồng dạng, tâm niệm vừa động liền có thể khống chế. Hưu, hồn bà bà phi tốc chạy tới, nàng đoán chừng cũng là coi trọng điểm này, mới dám vận dụng ma thiên lăng. Đương nhiên nàng đây cũng là không có cách nào phía dưới đánh cược một lần, rất rõ ràng nàng thành công, Giang giật không nỡ ngân nguyệt yêu lang. Tiểu công chúa, phóng thích diệt thế ngân quyền, đập chết Giang giật. Chỉ là mấy hơi thời gian, nàng liền đem khoảng cách song phương kéo gần lại mấy trăm trượng bị nàng mang theo thủy thiên nhu lập tức thôi động kia màu bạc vòng cổ hướng giang giật gào thét mà đi Hồn ba ba thì dùng khóa chặt ma thiên lăng chuẩn bị tại vòng cổ sẽ đập chúng giang giật lúc lập tức rút về ma thiên lăng dạng này vòng cổ liền có thể nhẹ nhõm đem giang giật thẻ thành thoái bùn chương 158, tin hay không lão phu một trưởng vỗ chết ngươi hồn nha đầu tại địa bàn của ta giết ta người cái này có chút quá mức a à. vào thời khắc này một giọng già nua vang lên lập tức học viện trong hậu viện một đạo vô cùng cường đại khí thế dâng lên, trong nháy mắt bao phủ linh thú sơn phụ cận phương viên trăm dặm. Tại khí thế kia phía dưới, hồn bà bà cùng thủy thiên nhu thân thể cảm giác bị đông cứng, thoáng cái đình trệ tại nguyên chỗ, cái kia cấp tốc mà đi ngân sắc phòng của tốc độ cũng đột nhiên biến chỉ hoãn. Rất quỷ dị là, toàn bộ linh thú sơn học viện người cũng không có bị khí thế kia bao phủ, chỉ là nghe được ra các viện trưởng quát khẽ âm thanh. Rất nhiều học viên đã bị kinh động, hướng bên ngoài túc xá vọt ra. Còn học viện đạo sư cùng phó viện trưởng bọn họ thì sớm đã bị đạn tín hiệu kinh động đến, hướng nam viện bên ngoài chạy như điên. Xa xa xa, Giang giật nghe được ra các thanh vân thanh âm, nội tâm có chút an tâm, mà liền tại giờ phút này, hắn đột nhiên nghe được phía dưới bùn đất chuyển đến một trận thanh âm rất nhỏ. Lập tức thanh âm kia càng lúc càng lớn, một cánh tay đột nhiên phá đất mà lên, đem Giang giật thân thể liên quan ngân nguyệt yêu lang kéo vào dưới mặt đất. Ách, Giang giật giật mình, kém chút liền muốn liều lĩnh vận dụng hỏa linh thạch, nhưng kéo hắn đi xuống người đột nhiên hạ giọng nói ra, tiểu tử đừng nhúc nhích, ta là tới cứu ngươi. Cơ lão, Giang giật nghe được thanh âm, cả người buông lỏng xuống, nội tâm ngược lại là âm thầm lấy làm kỳ. Cái này cơ lão thế mà còn có thần thông như thế dưới đất như dẫm trên đất bằng bôn tẩu, tựa như một cái xuyên sơn giáp nhẹ nhõm dưới đất phá vỡ một cái lối đi, lôi kéo hắn hướng trong học viện chạy như điên. Hừ, hồn bà bà nhìn thấy Giang giật biến mất tại nguyên chỗ, trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ thủng to tự nhiên biết rõ có cao nhân xuất thủ cứu giúp. Sắc mặt nàng trở nên cực kỳ khó coi, cái này ma thiên lăng mặc dù chỉ là thiên khí, nhưng đây chính là nàng để thủy thiên nhu cho nàng, mất đi, sau đó bút chướng này khẳng định tính tới trên người nàng. Nàng phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía học viện phương hướng bạo hống, ra cát thanh vân, người như thế bao che một cái ác ôn. Tự không sợ nhà ta quán chủ tức giận giang giật giết chết nhà ta tiểu công chúa Hắc Kỳ Lân, sẽ còn hủy đi thánh khí linh tước bào, không đem hắn giao ra, chúng ta thủy nguyệt quan quyết không bỏ qua. Hồn bà bà thực lực rất mạnh, dùng nguyên lực quán chú thanh âm tự nhiên cũng dị thường to, đều chấn động đến trong học viện vô số học viên mảng nhĩ oanh minh. Vô số học viên cùng đạo sư biến sắc, thủy nguyệt quan rất nhiều người đều biết rõ, dù sao thủy nguyệt quan quán chủ thủy U Lan là thiên hạ đệ nhất, giang giật vậy mà giết thiên hạ đệ nhất cường giả nữ nhi tỏa kỵ hắc kỳ lân, còn hủy đi nàng thánh khí linh thức bảo mọi người là giang giật chiến lực kinh hãi sau khi lại rất là lo lắng, chớ để cho Giang giật liên lụy học viện gặp nạn A. À. Ha ha, ra các thanh vân thanh âm vang lên lần nữa, cười dài, lần này thanh âm không còn lộ ra già nua ôn hòa, ngược lại trung khí 10 phần tùy ý vô cùng, hắn cười một tiếng dài mới hét lớn, hồn nha đầu, người ngại mất mặt còn ném đến không đủ sao ta nếu là nhà ngươi quán chủ cái thứ nhất liền muốn xử tử ngươi. Hậu bối ở giữa luận võ thi đấu, người một cái lão già lẫn vào cái gì lẫn vào tựu nhúng vào, truy sát một đoạn như vậy khoảng cách vẫn không giết được giang giật, giờ phút này còn ở lại chỗ này kêu gào ngươi có lá gan vào ta học viện một bước, tin hay không lão phu một trưởng vỗ chết ngươi cút. Xoạt, toàn bộ học viện bạo động, một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lão viện trưởng, không lên tiếng thì thôi, nhất minh càng như thế kinh người, cứng rắn như thế cùng bá đạo. Bất quá nghĩ đến ra các thanh vân cũng là đại lục một trong mười đại cường giả, mọi người rất nhanh liền bình thường trở lại, cái này cấp bậc cường giả làm sao lại không có điểm tính khí cùng bá khí rất nhiều người nội tâm đều kích động không thôi, cảm giác mặt mũi sáng sủa là bản thân viện trưởng âm thầm lớn tiếng khen hay. Ngươi, hồn bà bà kém chút giận điên lên, nhưng nàng thật đúng là không có can đảm dám vào linh thú sơn học viện. Ra các thanh vân nhân vật như vậy, nói đến tuyệt đối sẽ làm đến, lại nói. Nàng dám vào học viện liền xem như thật qua giới, bị giết Thủy U Lan cũng sẽ không nói gì gì đó. Hồn bà bà, làm sao bây giờ? Thủy Thiên Nhu cuống lên, chẳng lẽ lại việc này cứ tính như thế? Nàng trẻ tuổi nóng tính tốt nhất thanh danh, trận này tử không tìm trở về nàng về sau còn thế nào hành tẩu đại lục mà lại thủy nguyệt quan cũng sẽ bởi vì nàng mà hổ thẹn cũng may nàng cũng không phải thằng ngu không dám cùng ra các thanh vân kêu gào nếu không khẳng định sẽ bị giáo huấn một lần tươi sống chịu tội có thể làm sao hồn bà bà bất đắc dĩ nói tiểu công chúa trở về đi việc này chỉ có thỉnh xem chủ làm cho ngươi chủ lão nô là không có biện pháp mẫu thân không được à, thủy thiên nhu cắn cắn răng ngà thấp giọng nói ra mẫu thân bế quan đoán chừng không có ba năm năm cũng không sẽ xuất quan, nếu không ta làm sao dám vụng trộm chạy đến? A, à, hồn bà bà khẽ giật mình, sắc mặt trầm xuống. Tiểu công chúa, ngươi không phải nói quán chủ đồng ý ngươi ra lịch luyện sao ai? Vậy chúng ta càng hẳn là trở về. Quán chủ nếu là biết rõ ngươi trộm đi ra, lão nô sợ là muốn bị xử tử. Trở về không, thủy thiên nhu xoa xoa đen như mực mặt, phía trên đều là nổi giận cùng kiên định, nghiến răng nghiến lợi nói ra, không đem giang giật giết, ta cũng không có mặt trở về. Hừ hừ, ta tự không tin tưởng, tiểu tử này cả một đời trốn ở linh thú sơn học viện bên trong. Thủy Thiên Nhu xinh đẹp con người nhất chuyển, rất nhanh có chủ ý, hận hận nói ra, để cho người ta truyền lời cho trưởng tôn vô kỵ, để hắn lăn đến linh thú thành đến, lần này không phải hắn nghĩ kế, ta cũng sẽ không tới cái này bị tội. Để hắn nghĩ biện pháp đem giang giật lấy ra, nếu không ta tìm hắn phiền phức, ừ. Cứ làm như thế, ai, tốt ha, à, hồn bà bà bất đắc dĩ thở dài, nàng coi như đem thủy thiên nhu cưỡng ép mang về thủy u lan giờ phút này bế quan bên trong cũng không ai có thể đè xuống cái này hỗn thế ma vương không giết giang giật sợ là nàng hội một mực làm ầm ý đi xuống hôn bà bà hận hận nhìn linh thú sơn học viện một chút cuối cùng mang theo thủy thiên nhu hướng linh thú thành bên trong chạy như điên ầm um, linh thú sơn học viện bên trong trong một khu nhà nhỏ mặt đất đột nhiên bạo liệt mà đến cơ lão kéo lấy bị ma thiên lăng trói buộc giang giật cùng ngân nguyệt yêu lang xông ra mặt đất Giang giật, giang giật ca ca, chiến vô song cùng chiến lâm nhi một mực tại cái này lo lắng chờ đợi, chiến gia tại linh thú thành tự nhiên cũng có trinh sát, chiến vô song còn để cho người ta tại Hắc Vân Sơn Mạch Hạ An bài hai cái trinh sát. Giang giật sự tình hắn trước tiên nhận được tin tức, hắn lập tức khẩn cầu cơ lão xuất thủ cứu giúp. Cơ lão rất coi trọng chiến vô song, dù sao cũng là chiến thần một đời truyền nhân duy nhất, ngày sau khẳng định là chiến gia gia chủ. Hắn mặc dù không có cam đoan hội liều chết cứu ra giang giật, nhưng cũng trước tiên xuất phát hắn có được một môn rất kỳ dị thần thông có thể trong lòng đất ghé qua cũng chính vì vậy mới có thể nhanh chóng đem giang giật cấp cứu trở về đương nhiên coi như hắn không cứu ra các thanh vân đã xuất thủ hồn bà bà tự nhiên cũng không tổn thương được giang giật vô song lâm nhi muội muội giang giật bị ma thiên lăng trói buộc chặt miệng không thể động chỉ có thể muộn thanh muộn khí nói một câu trở lại trong học viện hắn triệt để an toàn chỉ là hắn cũng yêu sầu cái này Ma Thiên Lăng làm sao giải khai a à, chẳng lẽ lại thật muốn hy sinh ngân nguyệt yêu lang vận dụng hỏa linh thạch. Đây là vật gì? Chiến Vô Song hai tay bắt lấy Ma Thiên Lăng dùng sức kéo thoáng cái, lại phát hiện căn bản không thể xé mở, chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía cơ lão. Ma Thiên Lăng, thủy nguyệt quan chủ năm đó thành danh thiên khí một trong. Cơ lão giải thích nói, thiếu chủ khác đừng tốn sức, đừng nói ngươi, coi như ta nguyên lực ngoại phóng cũng không thể phá hư cái này Ma Thiên Lăng nhất tia, chỉ có đi hỏi một chút gia cát thanh vân giống như hắn cũng không có biện pháp lời nói, Giang giật sợ là muốn bị vây chết ở bên trong. chương 159, Thiêu đốt ma thiên lăng. Đừng đi cầu hắn, chiến vô song đang chuẩn bị đi tìm ra các thanh vân cầu cứu, Giang giật đột nhiên muộn thanh muộn khí mở miệng nói. Chiến vô song cùng cơ lão lướt nhau bất đắc dĩ thở dài, Giang giật cái gì cũng tốt liền là quá bướng bỉnh. Hắn thấy cầu ra các thanh vân, tựa như đang cầu xin Giang biệt ly, coi như ra các thanh vân giúp hắn phá vỡ, nội tâm của hắn cũng sẽ cực độ không thoải mái, liền không có biện pháp khác. Giang giật lại mở miệng hỏi thăm về đến hồn bà bà cùng thủy thiên nhu giờ phút này khoảng cách xa như vậy, có thể nói hoàn toàn không thể khống chế cái này ma thiên lăng. Một người sống sờ sờ luôn không khả năng bị tử vật vây chết a. Biện pháp là có, cơ lão trầm ngâm một chút, mở miệng nói chỉ cần đem ma thiên lăng bên trên dấu ấn tinh thần hủy đi, ma thiên lăng liền sẽ biến thành vật vô chủ, người tự nhiên là có thể ra. Chỉ là muốn hủy đi dấu ấn tinh thần ngoại trừ chuyên tu linh hồn cường giả bên ngoài chỉ có chủ tu hỏa hệ cường giả dùng liệt hỏa mới có thể đem bên trong ấn ký từng chút từng chút thiêu đốt đi cái này hai loại cường giả trong học viện đều không có chiến gia ngược lại là có một vị tu hỏa hệ cường giả vấn đề là chờ hắn chạy tới ít nhất phải một tháng tiểu tử ngươi có thể kiên trì một tháng một tháng giang giật nở nụ cười khổ một tháng hắn đã sớm biến thành thịt khô không bằng hắn con ngươi nhất chuyển dùng liệt hỏa thiêu đốt hắn hỏa linh châu bên trong không thì có rất nhiều hỏa diễm sao kia hắc kỳ lân thế nhưng là phun ra rất nhiều a à. còn có chiến lâm nhi không phải thua một cái hỏa điều linh thú sao cũng có thể phun ra hỏa diễm a à. hỏa điều cơ lão nghe được giang giật tiếng hỏi lắc đầu nói hỏa điều hỏa diễm quá yếu sợ là không có một hai tháng bên trong ấn ký không có cách nào hủy đi ai thực sự không có cách chỉ có dùng hỏa linh thạch hủy đi cái này ma thiên lăng giang giật cắn răng còn người nhất chuyển nói, vô song, người dùng sức công kích bụng của ta, để cho ta trong ngực linh thú phù gần sát tay của ta, ta trước đem yêu lang thu vào linh thú phù bên trong, lại nghĩ biện pháp phá vỡ cái này ma thiên lang. Giang giật tay bị trói buộc, căn bản đụng chạm không đến linh thú phù, tự nhiên cũng liền không có cách nào quán chú nguyên lực. Chiến vô song dựa theo Giang giật chỉ thị, không ngừng dùng nắm đấm đánh vào hắn trong bụng, còn thỉnh thoảng đánh cánh tay của hắn, để tay của hắn hướng linh thú phù tới gần. Sau nửa canh giờ. Chiến vô song mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, giang giật thiếu chút nữa cũng bị đánh cho thổ huyết, cánh tay cũng gần như gãy xương, rốt cục hắn rất may mắn dùng một ngón tay đụng phải linh thú phù. Ông, hắn nguyên lực theo ngón tay quán chú tiến vào linh thú phù, dính thật sát vào hắn ngân nguyệt yêu lang trong nháy mắt biến mất tại ma thiên lăng bên trong. Giang giật thân thể còn đến không kịp động, kia ma thiên lăng nhanh chóng co rút lại lần nữa đem hắn trói thành một cái thịt tống. Ngân nguyệt yêu lang thu lại, giang giật trong lòng dễ dàng hơn phân nửa mặc dù bị ma thiên lăng trói buộc để hắn gần như hít thở không thông, nhưng ít ra hắn vận dụng hỏa linh thạch có thể nhẹ nhõm thoát thân. Đương nhiên có thể không hủy đi ma thiên lăng kia là tốt nhất, đây chính là tốt bảo vật A. À. Các người tránh ra một chút, hắn muộn thanh muộn khí quát khẽ một tiếng, tâm niệm yên lặng tại hỏa linh châu bên trong, lập tức điều tập một tia hắc kỳ lân phun ra lam u sắc hỏa diễm phong xuất ra. Hô hô, hỏa diễm toát ra hỏa linh châu, không khí bốn phía thoáng cái nóng rực lên, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, để trốn ở ngoài mấy trượng chiến vô song bọn người cảm giác được trên mặt nóng bỏng. Cái này hỏa diễm tốt cường đại, nói không chừng thật có thể đem bên trong dấu ấn tinh thần cho đốt hủy. Cơ lão giật mình, ra hiệu chiến vô song cùng chiến lâm nhi lui lại mấy bước, lúc này mới lớn tiếng cùng giang giật nói ra, giang giật, hỏa diễm khác đừng phóng thích quá nhiều, cái này dấu ấn tinh thần cần chậm rãi thiêu đốt, người cái này hỏa diễm rất cường đại, bất quá ta đoán chừng ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. 10 ngày nửa tháng, liều mạng, giang giật cắn giang tiếp tục khống chế một đoàn nhỏ hỏa diễm chậm rãi toát ra thiêu đốt ma thiên lăng như thế bảo vật hủy đi đáng tiếc mà lại hắn hỏa linh thạch quá chân quý dùng một phiên thiếu một mai có thể không cần tốt nhất hắn có hỏa linh châu tự nhiên không sợ hỏa diễm duy nhất để hắn căm thức là hắn khống chế hỏa diễm vừa mới toát ra hỏa linh châu lại tự động thu hồi đi dạng này lặp đi lặp lại để hắn rất là mỏi mệt hỏa linh châu bên trong hỏa diễm ngược lại là đầy đủ hắc kỳ lân phun ra ba đám to lớn hỏa diễm hắn giờ phút này từng điểm từng điểm thả ra ngoài, đầy đủ hắn dùng tới một tháng. Lão đại, lão đại, không có qua quá lâu, một đoàn lưu manh vọt vào, phía sau đi theo lưu lão, còn có vừa lúc gặp được tiền vạn quán tô như tuyết. Tiền vạn quán phi thường cấp bách, tốc độ cũng rất nhanh, kết quả không dừng bước chân kém chút nhào tới giang giật trên thân, thiên nóng bỏng hỏa diễm để hắn lông mày cùng tóc áo bảo kém chút bốc cháy lên. Hưu, còn tốt lưu lão trước tiên đem tiền vạn quán kéo trở về, tiền vạn quán khuôn mặt đều là nóng bỏng, Khoảng sợ lui nhanh, nhìn qua chiến vô song nghi hoặc hỏi, lão đại đang làm gì đó. Chiến vô song giải thích một lần, tôi như tuyết lúc đi vào trong mắt đẹp đều là lo lắng. Giờ phút này ngược lại là rất nhanh khôi phục bình tĩnh, bất quá con người chỗ sâu vẫn còn có chút lo lắng. Ai, tiền vạn quán thật dài thở dài lớn tiếng nói ra, lão đại, sự tình ta điều tra rõ ràng, Thủy Thiên Nhu tuyệt đối là trưởng tôn vô kỳ cổ động tới tìm ngươi phiền phức. Thủy Thiên Nhu hành tung cũng là hắn phái người che giấu nếu không ta cùng vô song đại ca khẳng định đã sớm nhận được tin tức. Còn tốt, còn tốt, người không giết chết kia nhà đầu điên, bằng không hắn lão nương khẳng định hội giết tới trong học viện, coi như viện trưởng đều không gánh nổi ngươi. Lão đại, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá xúc động, Thủy Thiên như ngươi cũng dám giết. Hừ, Giang giật tiếp tục khống chế hỏa diếm thiêu đốt ma thiên lăng, một bên muộn thanh muộn khí nói ra, ta quan tâm nàng lão nương lão cha là thần tiên, ta kém chút bị kia nha đầu điên xử lý. Giống như có cơ hội, ta gặp theo giết không sai mẹ của hắn là thiên hạ đệ nhất chẳng lẽ lại nàng muốn giết người người khác cũng chỉ có thể ngồi chờ chết ách tiên vạn quan á khẩu không trả lời được lập tức vừa khổ buồn bực thở dài kia nhà đầu điên giờ khác này ở linh thú thành ở còn thả ra lời nói không chém giết người tuyệt không trở về đâu trường tôn vô kỵ cái này đáng giết ngàn đao chiêu này mượn đao giết người quá độc trường tôn vô kỵ Giang giật ngữ khí lạnh lẽo trầm giọng nói có cơ hội lời nói ta tuyệt đối phải xử lý hắn tốt, đừng nói nữa, ta phải chuyên tâm phá vỡ cái này ma thiên lăng, nói đến càng nhiều thân thể ta tiêu hao năng lượng càng nhiều, đến lúc đó cũng đừng ma thiên lăng không có phá vỡ, ta trước hết chết đói. Mọi người vội vàng không dám nhiều lời, cứ như vậy trầm mặc chờ ở tại đây, nhìn xem giang giật không ngừng thiêu đốt ma thiên lăng. Mà rất là kỳ quái là, giang giật bị cơ lão cứu được, việc này hẳn là không thể gạt được ra các thanh vân, nhưng qua lâu như vậy, trong học viện không có một người tới điều tra gia cát thanh vân tự nhiên biết rõ giang giật ở đâu giờ phút này hắn ngồi tại hậu viện xe lăn bên trong tề viện trưởng đứng ở một bên nàng nhìn thấy gia cát thanh vân lắc đầu thở dài vội vàng dò hỏi viện trưởng thế nào gia cát thanh vân nở nụ cười khổ tiểu tử này rất quật cường a à, lại dùng hỏa diễm đang từ từ thiêu đốt ma thiên lăng bên trên dấu ấn tinh thần quả thực là không chịu nhường người đi cầu ta động thủ hừ tề viện trưởng bất mãn nói ra tiểu tử này liền là không biết nhân tâm tốt hắn cũng không nghĩ một chút viện trưởng không phải là vì hắn làm sao lại như thế đắc tội thủy nguyệt quan người bất quá tiểu tử này ngược lại là có chút năng lực, có thể đem thủy u lan nữ nhi làm cho như thế chật vật, còn có thể trốn qua hồn bà bà truy sát cũng coi là cho chúng ta học viện làm vẻ vang. Ha ha, ra các thanh vân cười nhạt một cái nói, người yên tâm đi, hồn bà bà linh hồn mạnh như thế, tiểu tử này hỏa diễm sợ là không đốt nửa tháng tuyệt đối không phá được. Thời gian nửa tháng, không chết đói hắn chúng ta liền đợi đến hắn phái người để xin tha đi cắt cắt chương 160, kinh khủng ý chí lực. Để ra các thanh vân rất là ngoài ý muốn chính là, đã qua 14 ngày, Giang giật đều suy yếu đến mấy lần kém chút hôn mê, nhưng hắn quả thực là không để cho người cầu ra các thanh vân, còn tại không ngừng phóng thích hỏa diễm thiêu đốt ma thiên lăng. Cái này hơn 10 ngày thời gian, chiến vô song bọn người không có tu luyện, một mực tại phụ cận bồi tiếp Giang giật, tô như tuyết cũng không có dẫn đội ra ngoài, xin phép nghỉ tại trong nhà này ở, chờ đợi Giang giật xuất quan, hoặc là tươi sống chết đói. Nhân thể cực hạn không ăn không uống bình thường đều là chừng 7 ngày, giang giật thực lực cũng tạm được, chú đỉnh cảnh bát trọng nhục thể rất là cường đại, nhưng là hơn 10 ngày không ăn không uống, cũng gần như đến cực hạn. Nhất là không uống nước, nhân thể hội thoát nước, chóng đầu, không còn chút sức lực nào, thiếu dưỡng, trực trí cơn sốc tử vong. Giang giật trong khoảng thời gian này một câu không nói, giống như không phải hắn không ngừng phóng thích hỏa diễm, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi. Mặc dù như thế, theo thời gian không ngừng chuyển rời, các nàng vẫn là càng ngày càng lo lắng Tô Như Tuyết mấy lần đều nghĩ lao ra xin giúp đỡ ra các thanh vân Nhưng nàng biết rõ Giang giật tính khí Sợ là cho dù chết cũng không muốn đi cầu hắn Sở dĩ chỉ có thể cố nén Giang giật kỳ thật có thể vận dụng hỏa linh thạch thoáng cái liền đem ma thiên lăng cho hủy đi Nhưng như là đã kiên trì nhiều ngày như vậy Hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ Hắn mặc dù trong đầu mê man Đã không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc Nhưng sâu trong linh hồn chấp niệm vẫn là để hắn không ngừng kiên trì khống chế hỏa linh châu phóng thích ra hỏa diễm thiêu đốt ma thiên lăng. Ngày thứ 15, Giang Giật vẫn còn tiếp tục kiên trì, Chiến Lâm Nhi đã khóc thành nước mắt người, Tô Như Tuyết cũng vụng trộm lau mấy cái nước mắt. Tiền vạn quán không ngừng trong sân đổi tới đổi lui, Chiến Vô Song không đành lòng quan sát vào trong phòng, Cơ lão cùng Lưu lão cũng lặng yên giơ ngón tay cái lên, âm thầm bội phục Giang Giật ý chí lực, đổi thành bọn hắn khẳng định rất khó chống đỡ. Ngày thứ 16, Gia Cát Thanh Vân đều đầy mắt kinh ngạc, Tề viện trưởng cũng gấp, mịt mờ thuyết phục để Gia Cát Thanh Vân chủ động giúp hắn một chút. Nhưng Gia Cát Thanh Vân không hề nói gì, bất quá thần thức ngược lại là lần lượt quét tới. Ngày thứ 17, mà Thiên Lăng vẫn là chăm chú trói buộc Giang Giật, mà Giang Giật đột nhiên đình chỉ phóng thích hỏa diễm, thanh này tiền vạn quán tô như tuyết bọn người giật nảy mình, tô như tuyết lập tức lao nhanh mà ra hướng về sau viện chạy đi. Hậu viện Gia Cát Thanh Vân cũng ngồi không yên, tại hắn sẽ phải xuất thủ lúc, Giang Giật quỷ dị lần nữa bắt đầu phóng xuất ra hỏa diễm, mà không một lát nữa kia ma thiên lăng bên trên đột nhiên bạch quang lóe lên, buông lỏng ra. Mọi người vội vàng luống cuống tay chân đem ma thiên lăng giải khai, nhìn xem bên trong đói thành ra bọc xương, hư như con mắt đều không mở ra được giang giật, toàn bộ người đều dựng thẳng vậy mà bắt đầu kính nể, âm thầm kinh hãi. Cái này nên đến cỡ nào cường đại ý chí lực mới có thể không ăn không uống kiên trì 17 ngày a à. Sau đó sự tình dễ làm, lưu lão vận chuyển nguyên lực cho giang giật an dưỡng, tiền vạn quán sớm chuẩn bị tốt nhất đan dược cho hắn phục, thẳng đến giang giật khí thức hoàn toàn ổn định, tất cả mọi người mới thở dài một hơi. Giang giật sòng giã nghỉ ngơi 10 ngày mới khôi phục tới, cái này 10 ngày hắn đều là nằm ở trên giường, ngoại trừ tu luyện ngay cả khi ngủ. Tô như tuyết chỉ là đến xem một lần, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, chiến vô song lại bắt đầu chăm chỉ tu luyện rất ít xuất hiện, tiền vạn quán trong khoảng thời gian này cũng quỷ dị biến mất, chỉ có chiến lâm nhi mỗi ngày làm bạn giang giật. Giang giật ca ca, đến húp cháo, Giữa trưa, giang giật còn tại tu luyện bên ngoài truyền đến chiến lâm nhi thanh âm ngọt ngào, hắn mở to mắt nhìn xem một bát thanh đạm cháo thịt, có chút bất đắc dĩ nói ra, làm sao vẫn là cháo ta đều gần như hoàn toàn khôi phục, hẳn là có thể ăn chút thịt nướng gì gì đó a? À. không được, chiến lâm nhi chém đinh chặt sắt nói ra, lưu lão nói, người một tháng này chỉ có thể uống cháo, nếu không thân thể sẽ có hại. tốt ha, à, giang giật đứng dậy xuống giường bưng lên cháo loãng quan sát ngoài cửa nghi hoặc nói ra, tiền vạn quán gần nhất làm sao không thấy được tiểu tử này đi làm cái gì. Chiến Lâm Nhi ngồi tại giang giật bên cạnh, tay phải nâng cầm lên lắc đầu nói, tên mập mạp chết bầm kia khẳng định đi trêu hoa gẹo nguyệt, ta thế nhưng là nghe nói hắn cùng rất nhiều nữ học viên đều cấu kết, hừ hừ. Mập mạp chết bầm này quá sắc, là ai ở sau lưng hãm hại bản thiếu gia? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng có chút oán giận thanh âm, một cái viên cầu lăn vào đây, mặt mũi tràn đầy u oán nhìn chằm chằm Chiến Lâm Nhi nói ra, Lâm Nhi muội muội, ngươi từ chỗ nào nghe được lời đồn ta tiền vạn quán làm người chính trực, hận nhất không chuyên tình nam nhân, đây là học viện mọi người đều biết sự tình. 16 năm qua ta cái này băng thanh ngọc khiết thân thể, còn không có bị bất kỳ cô gái nào đùa bỡn qua, không tin ta có thể thề với trời, như có nửa câu hoang ngôn, để cho ta cả một đời tìm không thấy nàng dâu. Phi, còn băng thanh ngọc khiết, chiến Lâm Nhi trong con người hiện lên một tia đùa cợt, thân thể xoay đi qua, khinh thường nói ra, ngươi tìm được hay không nàng dâu đâu có chuyện gì liên quan tới ta ngươi cùng ta phát cái gì thầy nha. Ha ha, Giang giật lên tiếng nói, lầm nhìn muội muội điểm ấy ngược lại là trách oan vạn quán, chỉ ít cùng với ta, ta chưa từng nhìn hắn cùng nữ tử kia cùng một chỗ qua. Đi, vạn quán ngồi xuống trước uống chén nước đi, xem người cái này một thân mồ hôi bẩn, người đây là từ chỗ nào đến a? Hắc hắc, vẫn là lão đại hiểu rõ ta nhất, tiền vạn quán đôi mắt nhỏ cười thành một đường nhỏ, hắn làm ảo thuật từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, đặt lên bàn nói, lão đại, người đoán xem trong này là cái gì. Ừ, Giang giật buông xuống bát, nhìn lướt qua hộp ngọc, đôi mắt nhất chuyển, nghi âm thanh hỏi, chẳng lẽ là linh dược. Không sai, tiền vạn quán giơ ngón tay cái lên, một bên chính mình rót một chén nước, một bên nói ra, lão đại, trong khoảng thời gian này người có thể không có cơ hội ra học viện, cái kia nha đầu điên còn tại linh thú thành bên trong ở đâu thiên nhiên cầu tham trên thị trường có mười mấy gốc ngược lại là không có việc gì, cái này tam hoa thất diệp thảo chỉ có hai gốc, ta sợ bị người mua, sở dĩ trước hết đem tới tay lại nói. Giang giật trầm mặc xuống, hắn chém giết yêu thú tương đương xuống tới tối đa cũng tựu năm 600 vạn tử kim. Tiền vạn quán trong khoảng thời gian này cho hắn làm không ít địa nguyên đan, đoán chừng giá cả ít nhất tại trăm vạn tử kim trở lên, mà lại cái này tam hoa thất diệp thảo so thiên nhiên cầu tham thưa thớt, cũng khẳng định càng thêm quý giá, quy ra xuống tới tiền vạn quán tuyệt đối thêm rút một hai trăm vạn tử kim. Làm như thế nào kiếm tiền đâu? Giang giật gãi đầu một cái rất là yêu sầu, hắn cảnh giới quá thấp, muốn mau chóng đuổi kịp cùng thế hệ thiên tài, kia nhất định phải tiêu hao hải lượng tốt nhất đan dược. Mua sắm thiên niên cầu tham cũng còn cần tử kim, vạn nhất tìm tới chấn hồn thảo, cần tử kim càng là giá trên trời. Thủy thiên nhu tại linh thú thành ở, hắn cũng không dám đi ra. Hắn không sợ chết, nhưng là mù quáng lao ra chịu chết đây không phải là anh hùng mà là. Đúng rồi, vạn quán, nhớ tới Thủy Thiên Nhu, Giang giật nghĩ đến một ý kiến, hắn theo hỏa linh châu bên trong lấy ra kia ma thiên lăng đưa cho tiền vạn quán nói, đem cái này đi bán có thể đổi điểm từ kim A à đây không phải thiên khí. Tiền vạn quán rất là im lặng, hắn trợn trắng mắt nói, lão đại, thứ này đổi lại là ngươi, Người dám mua không sợ Thủy U Lan truy sát. Điều này cũng đúng, Giang giật ngượng ngùng thu hồi lại, phát hiện trên người hắn ngoại trừ hỏa linh châu bên ngoài, chỉ có mấy món bảo khí không đáng mấy đồng tiền, hỏa linh châu khẳng định không thể bán. Không có hỏa linh châu bên trong hỏa linh thạch tựu không có địa phương cất giữ, hắn tựu đã mất đi một cái bảo mệnh trí bảo, mà lại cái này hỏa linh châu thần kỳ như thế hắn cũng không nỡ. Hắn như kiếm mày dậm nhíu lại, cảm giác chính mình lại như năm đó ở thiên võ thành, bị nho nhỏ vật ngoài thân cho làm khó, một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hắn a? À. Thiên võ thành, đột nhiên giang giật đôi mắt sáng lên, hắn nhớ tới một sự kiện, năm đó hắn luyện chế phế đan, đi thụ chân các đổi lấy từ kim cứu mạng. Khi đó hắn thực lực thấp hoàn toàn không biết luyện đan, đằng sau cũng liền đem việc này đem quên đi. Hắn thực lực đạt tới chú đỉnh cảnh bát trọng, trên người hắc sắc nguyên lực hạn mức cao nhất cũng đạt tới một ngàn tia, đây không phải là có thể nhẹ nhõm luyện chế đan dược sao mà lại hắn cũng không cần luyện chế đan dược, chỉ cần gia công là được, tỉ như đem địa long đan rót vào hắc sắc nguyên lực, biến thành đỉnh cấp thiên giai đan dược. Ha ha ha, hắn mừng như điên đứng lên, lập tức quát khẽ, phản quán, giúp ta đi tìm ta luyện đan thư tịch, còn có tài liệu luyện đan, giống như việc này có thể thành, đừng nói 10 triệu tử kim, tụ 100 triệu ta cũng có thể kiếm được. chương 161, luyện đan, 100 triệu tử kim đều có thể kiếm được, tiền vạn quán nháy nháy mắt, sờ lên giang giật đầu, hỏi, lão đại, Ngươi không có phát xuất ha nói thế nào mê sảng đâu Ngươi nghĩ luyện đan kiếm 100 triệu tử kim, ngươi cho rằng luyện đan là đùa bùn sao ngươi cũng đã biết rất nhiều người một lòng nghiên cứu luyện đan thuật. Đến chết vẫn chỉ là cái nhất giai luyện đan sư, chỉ có thể luyện chế nhân giai đan dược. Nhân giai đan dược ngươi coi như luyện 100 năm cũng không bán được trăm vạn tử kim. Chiến Lâm Nhi cũng gật đầu nói, giang giật ca ca, luyện đan thuật hoàn toàn chính xác rất khó, chiến gia luyện đan sư đều là lão đầu tử, phẩm giai cao nhất chỉ có tam giai, chỉ có thể luyện chế địa giai đỉnh cấp đan dược, nếu muốn trở thành tứ giai đan vương, ngũ giai đan thánh thật quá khó khăn. Giang giật nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có giải thích, phất phất tay nói, vạn quán, ngươi nghe ta là được, qua một thời gian ngắn, ca cho ngươi xem một chút cái gì gọi là thiên tài. Tốt kha. tiền vạn quán mặc dù rất không tin tưởng, nhưng giang giật mở miệng, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao giang giật trong khoảng thời gian này cũng đang khôi phục thân thể, liền tùy tiện hắn giải vò. Chỉ là một ngày thời gian, tiền vạn quán liền đem đồ vật cho lấy được, bất quá không có đặt ở chiến vô song ở trong sân. Giang giật cảm giác gần như hoàn toàn khôi phục, cũng liền không muốn chiến lâm nhi chiếu cố, về tới chính mình trong sân, cả ngày không phải tu luyện liền là nghiên cứu luyện đan thuật. Tiền vạn quán mang đến rất luyện đan thư tịch, cấp thấp vật liệu cũng rất nhiều, Giang giật tại ngày thứ ba bắt đầu tự giam mình ở gian phòng bên trong luyện đan, bất quá rõ ràng hắn lĩnh hội không đúng chỗ, dòng dã luyện mấy ngày, một viên cấp thấp nhất đan dược đều không có luyện chế ra tới. Ngày thứ năm Giang giật rốt cuộc luyện chế thành công ra một viên hoàng tham đan, nhìn qua trong tay tiểu đan dược Giang giật rất là thỏa mãn. Hắn cũng không cần nắm giữ cực cao luyện đan thuật, chỉ cần tinh thông luyện đan trình tự, hắn chân chính muốn làm chính là đem địa giai thượng phẩm địa long đan gia công, để nó biến thành thiên giai hạ phẩm đan dược. Địa giai đan dược thượng phẩm cùng thiên giai hạ phẩm đan dược, mặc dù chỉ là tranh lệch nhất cấp, nhưng giá cả nhưng khác biệt thiên địa. Địa long đan đi mua chỉ cần một ngàn tử kim một viên, thiên giai hạ phẩm đan dược trên thị trường lại đạt tới năm ngàn tử kim một viên, chỉ cần giang giật có thể thành công, muốn kiếm lấy tử kim cũng quá đơn giản. Lại luyện chế mấy cái, nắm tay rèn luyện tất ta, liền có thể nấu lại địa long đan. Giang giật nhìn rất nhiều thư, đối với làm sao đem đan dược nấu lại trùng luyện đã nắm giữ. Chính vì hắn đại khái nắm giữ kỹ xảo, lúc này mới bắt đầu luyện chế đan dược. Luyện đan là rất dườm ra tỉ mỉ sự tình, một bước không làm tốt, đan dược này sẽ phế bỏ, đây cũng là cao cấp luyện đan sư phi thường thưa thất nguyên nhân. Đọc sách đã nói, linh hồn càng cường đại võ giả, luyện đan thành tựu càng cao. Cái này thế giới linh hồn cường giả ít như vậy, linh hồn cường đại còn đi luyện cái gì cầu thí đan ngoại trừ thanh long hoàng thất đan thánh bên ngoài, sợ là khác luyện đan sư đều chỉ có thể cho đại gia tộc hiệu lực A bất quá cái kia đan thánh bản thân hẳn là rất cường đại linh hồn cường giả. Giang giật âm thầm cảm khái, luyện đan chia làm dung luyện, hóa đan, nấu lại ba bước. Trong đó hóa đan một bước này cần cường đại linh hồn, càng cao cấp đan dược hóa đan lúc càng phức tạp, không có cường đại linh hồn căn bản hóa không được, đây cũng chính là đại lục cao cấp luyện đan sư thưa thất như vậy nguyên nhân cũng may giang giật cũng không cần luyện đan chỉ cần đem địa long đan nấu lại trùng luyện tăng thêm một điểm thành phần đi vào mà thôi sau đó thời gian giang giật cả ngày cả đêm đều trong phòng không ngừng luyện chế hoàng tham đan để cho mình quen thuộc luyện đan thủ pháp nắm giữ không hỏa mấu chốt quen tay hay việc thời gian dần trôi qua giang giật luyện đan thủ pháp càng ngày càng thuần thục luyện chế hoàng tham đan xác suất thành công cũng từng bước đề cao tại ba ngày sau đó hắn liên tục luyện chế ra ba lô đan dược xác suất thành công tổng cộng đến bảy tám không sai biệt lắm chuẩn bị trở về lô trùng luyện địa long đan giang giật rất là hài lòng phủi tay hắn nhưng không có lập tức bắt đầu nấu lại trùng luyện mà là trở lại một căn phòng khác bên trong ngã xuống giường nằm ngáy o o nấu lại địa long đan thế nhưng là phi thường khó khăn sự tình không có chút nào có thể phạm sai lầm hắn nhất định phải để tinh thần cùng thể lực đều hồi phục đến trạng thái tốt nhất mà đi ngủ liền là biện pháp tốt nhất giang giật sòng giã ngủ một ngày một đêm sau khi đứng lên cảm giác tinh thần sung mãn toàn thân có dùng không hết khí lực Hắn đánh một bộ quyền, tu luyện một canh giờ, qua loa ăn chút gì tắm rửa thay quần áo về sau, lập tức bắt đầu hắn luyện đan đại kế. Hắc hỏa thạch, phong hoàng thảo phấn, bạch ngân thảo bột phấn. Đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ, có thể bắt đầu. Tiền vạn quán chuẩn bị vật liệu rất đầy đủ, giang giật lấy ra ba cái địa long đan ném vào một cái màu xanh trong lò đan, dùng cao cấp hắc hỏa thạch sinh hỏa. Hắn cũng không phải ngô hạ am mông, không có tùy tiện nhanh chóng tăng nhiệt độ, mà là khống chế hắc hỏa thạch chậm rãi tăng nhiệt độ để đan dược từng điểm từng điểm hòa tan không sai biệt lắm hắn một mực dùng tay dán tại trên lò thông qua nguyên lực cảm ứng đến tình huống bên trong cảm giác kia đan dược biến thành ba đống đống bùn nháo lập tức một tay vỗ đem nắp lò đánh bay đi lên một cái tay tựa như tia chớp lấy ra một vị màu vàng thuốc bột vung xuống đi nhanh chóng đến đâu đắp lên muốn nấu lại trùng luyện nhất định phải đem đan dược bên trong dược tề thành phần tách rời phong hoàng thảo liền là tốt nhất trung tính thuốc bột có thể đem trong thuốc thành phần tách ra đến mà lại đối đan dược không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tăng nhiệt độ giang giật nhanh chóng gia tăng hắc hỏa thạch chờ qua một đoạn thời gian lại mở ra đan lô buông xuống bạch ngân thảo bột phấn cứ như vậy liên tiếp thả ba bốn loại bột phấn về sau đôi mắt của hắn mới phát sáng lên quát khẽ hắc sắc nguyên lực đi ba tia hắc sắc nguyên lực nhanh chóng thông qua giang giật trong lòng bàn tay rót vào trong lò đan ngay một khắc này toàn bộ đan lô phát ra một tiếng trầm muộn nổ vang nắp lò còn bị nổ bay ra ngoài Giang giật nhanh chóng quét qua, lập tức đầy mắt nổi lên nghi ngờ, bởi vì bên trong ba cái đan dược toàn bộ nổ. Không có đạo lý a. À, giang giật cao mày trầm ngâm, hắn hoàn toàn là theo như sách viết nấu lại trùng luyện biện pháp thao tác, hỏa diếm cùng thuốc bột, cùng các loại trình tự cường độ đều giống nhau như đúc a. À, vì sao cái này đan nổ như thế dứt khoát. Nghĩ một lát, Giang giật vẫn là không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể đem nghi hoặc vứt ở một bên lần nữa bắt đầu nấu lại. Kết quả liên tiếp luyện chế ra 7-8 lô đan dược, đều đồng phục nổ tung, hủy đi 20 mai địa long đan. 20 mai địa long đan cái kia chính là hai vạn tử kim, Giang giật đau lòng vô cùng, không dám tiếp tục thí nghiệm. Tìm không thấy vấn đề, tiếp tục như vậy nấu lại xuống dưới, sợ là bao nhiêu đan dược đều không đủ hắn nổ. Vấn đề ở chỗ nào? Giang giật không có nửa điểm giảng cứu ngồi dưới đất, áo bào bên trên bởi vì nổ đan làm cho đen như mực, nhìn giống như một tên ăn mày, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, nghĩ mãi mà không ra. Không có đạo lý A, ta lúc tu luyện dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc địa long đan, dược lực có thể miễn cưỡng đạt tới thiên giai hạ phẩm đan dược trình độ a đã hắc sắc nguyên lực có thể cùng dược lực dung hợp, vì sao không thể rót vào đan dược bên trong? Giang giật lầm bầm, rất nhanh hắn thân thể chấn động, đột nhiên vỗ đầu một cái thầm mắng mình là đầu heo, hắn thân thể từ dưới đất bắn ra, lại bắt đầu lại từ đầu nấu lại trùng luyện. Lần này, hắn không có tại đan dược một lần nữa thành hình lúc lại rót vào hắc sắc nguyên lực, mà là tại đan dược bên trong dược lực thành phần tách rời lúc tự rót vào hắc sắc nguyên lực, tiếp theo lại dùng thuốc bột cùng màu lam nguyên lực đem đan dược ngưng tố thành hình. Không có nổ, các loại chờ cái cuối cùng trình tự hoàn thành, trong lò đan vẫn là không có nửa điểm phản ứng, giang giật cả người đều kích động lên. Hắn run rẩy tay từ từ mở ra đan lô, khi hắn nghe được một cỗ thấm người mùi thơm ngát, nhìn thấy bên trong ba cái xinh đẹp đan dược yên tĩnh để ở bên trong lúc, bẩn thiểu trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn, như một đóa vinh quang buổi sáng tại một đống cứt trâu bên trên tỏa ra. chương 162, Đan Vương, ầm, tiền vạn quán cửa bị giang giật trùng điệp đá văng, đem bên trong ngay tại ngủ chưa tiền vạn quán bị hù nhảy dựng lên. Hắn nhìn thấy cửa ra vào toàn thân tối như mực, chỉ lộ ra hai hàm răng trắng giang giật, trợn trắng mắt nói, lão đại, ngươi làm cái gì vậy a à, để người ta tiểu tâm can đều dọa đến kém chút nhảy ra ngoài. Hắc hắc, giang giật nhếch miệng cười một tiếng, duỗi ra một cái tay, đem một cái bình ngọc đưa cho tiền vạn quán nói, lập tức đi tìm cao cấp luyện đan sư, kiểm tra hạ đan dược này phẩm giai cùng dược lực. Đan dược, tiền vạn quán kia mập phì trên mặt đều là hồ nghi, nhìn mấy lần giang giật lại nhìn vài lần bình ngọc, vẫn là rất hoài nghi hỏi, lão đại, người mới luyện đan không có mấy ngày a à cái này luyện chế ra đan dược cái gì phẩm giai còn cần luyện đan sư đi kiểm trắc. Tại tiền vạn quán xem ra, Giang giật có thể tại ngắn như vậy thời gian luyện chế ra đan dược đã coi như là đáng quý, vừa mới học luyện đan làm sao có thể luyện chế ra cao cấp đan dược cho ăn bể bụng cũng liền nhân giai trung phẩm. Hắn tiếp nhận bình đan dược, mở ra phía trên nắp bình nghĩ xem xét thoáng cái, nhưng ở mở ra nắp bình một khắc này, cặp mắt tí hí của hắn bên trong trong nháy mắt quang mang bắn ra bốn phía, biểu lộ cũng biến thành khó có thể tin. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ đổ ra bên trong một viên đan dược, con người càng là mở tròn vo, to mỏng tay đều run rẩy lên, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra thiên, thiên giai đan dược còn có đan văn lão đại ngươi xác định đây là ngươi luyện chế ngươi dám nói là ta tự dám đem chính mình kéo phân ăn vào đi nếu không ăn của ta ta miễn phí cho ngươi 10 cân giang giật trợn trắng mắt tức giận nói ra ngươi tìm người đi kiểm tra xuống đi đan dược này trên thế giới còn không người luyện chế ra đến đâu nhớ kỹ ngàn vạn nhớ rõ dư bí mật đừng để người biết là ta luyện chế nói giang giật trở lại gian phòng của mình bên trong rửa mặt một phen tựu bế quan tu luyện đan dược luyện chế ra đến, hắn cũng toàn thân dễ dàng, liền chờ kiểm nghiệm đan dược này dược hiệu. Từ đối với giang giật tín nhiệm, tiền vạn quán không có hỏi nhiều cái gì, mà là trước tiên xuống núi Linh Thú Thành. Thành nội có nhà bọn hắn cỡ lớn cửa hàng, bên trong có một tên tam giai luyện đan sư. Cái này Linh Thú Sơn học viện công tử tiểu thư nhiều lắm, đan dược vừa vặn rất tốt bán vô cùng. Bởi vì nóng vội, hắn để lưu lão trực tiếp mang theo hắn bay vọt mà xuống, chỉ là nửa canh giờ tựu đã tới Linh Thú Thành bên trong hắn thẳng đến nhà bọn hắn đan dược phô xông đi vào sau tựu giống to để trần lão gia ta có chuyện quan trọng hỏi thăm hắn đan dược phô trưởng quỹ tự nhiên nhận biết tiền vạn quán hắn vội vàng phái người đi vào thông báo đồng thời đem tiền vạn quán nghênh tiến vào bên trong nhã trong sảnh rất nhanh trần lão gia mặc dù là tam giai luyện đan sư địa vị tôn vinh nhưng đối mặt tiền vạn quán cái này tiền ra tương lai trưởng đà nhân hắn cũng không dám tự cao tự đại mặc dù rõ ràng đối tiền vạn quán cho đan dược có chút khinh thường cũng rất mau dẫn lấy đan dược xuống dưới kiểm chắc xa 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 không có qua quá lâu trần lão ngay lập tức chạy ra cái kia tấm mặt mo bên trên đều là nghi hoặc cùng chấn kinh ngạc chi sắc vừa tiến tới tự khẩn trương dò hỏi thiếu tộc trưởng xin hỏi đan dược này là ai luyện chế lão phu muốn gặp hắn một chút tiền vạn quán mặt mũi tràn đầy khẩn trương hắn khoát tay áo nói người này ngươi không thể gặp cũng đừng hỏi nhiều ta chỉ hỏi ngươi đan dược này cái gì phẩm giai dược hiệu như thế nào thiên giai trần lão rất khẳng định nói ra đây tuyệt đối là thiên giai hạ phẩm đan dược hơn nữa còn có đan văn giá trị so thiên linh đan còn cao hơn một chút còn như dược hiệu ta còn chưa có thử dược tiền vạn quán sầm mặt lại hơi không kiên nhẫn nói ra không có kiểm chắc ra người ra ngoài làm gì còn không đi thử dược ta trần lão có chút cười cười xấu hổ cái này nếu không phải tiền vạn quán hắn khẳng định phải trở mặt hắn dừng một chút kiên nhẫn giải thích ta sở dĩ muốn gặp một lần vị này luyện đan sư là bởi vì đan dược này thành phần hòa luyện chế thủ pháp hoàn toàn cùng lão phu luyện chế địa long đan giống nhau như đúc. Nhưng không biết hắn tăng thêm cái gì dược tề, vận dụng cái gì thần thông, lại để địa long đan biến thành thiên giai, còn ra phát hiện ra đan văn. Ừ, tiền vạn quán kinh ngạc, hắn cho giang giật địa long đan, đích thật là trước mắt vị này trần lão luyện chế. Tiền gia cũng bởi vì trần lão tại linh thú sơn học viện hàng năm kiếm lấy đại lượng tử kim, lại không nghĩ rằng đan dược này là giang giật dùng địa long đan gia công mà thành nghĩ lại nghĩ đến giang giật thực lực như thế linh hồn cũng rất yếu học tập luyện đan thuật không có mấy ngày làm sao có thể luyện chế ra thiên giai đan dược tiền vạn quán rất nhanh giải thích khó hiểu hắn khoát tay áo nói trần lão người đừng hỏi nhiều như vậy đi đi trước kiểm tra hạ đan dược này dược hiệu không có dược hiệu đan dược này liền xem như thánh giai cũng vô dụng giang giật luyện chế đan dược đích thật là thiên giai nhưng có hay không thiên giai đan dược dược hiệu đây là ẩn số trọng yếu nhất chính là có hay không tác dụng phụ nếu có tác dụng phụ đan dược này liền là thánh giai cũng là phế đan. Trần lão nhẹ gật đầu, nhanh chóng xuống dưới, tiền vạn quán ngồi tại nhã trong sảnh lo lắng chờ đợi. Không lâu lắm một tên tiền gia hạ nhân nhanh chóng vào đây bẩm báo nói, thiếu tộc trưởng, trưởng tôn vô kỵ tới, hộ tống mà đến còn có tam vương tử, bọn hắn trực tiếp tiến vào trong võ điện. Tam vương tử, tiền vạn quán sắc mặt thoáng cái ngưng trọng lên, linh thú thành có võ điện, bất quá trong học viện có tính tu thất, học viên bên trong đương nhiên sẽ không chạy đến võ điện tu luyện, giờ phút này trong võ điện thân phận tôn quý nhất chỉ có Thủy Thiên Nhu. Phiền toái, hắn nặng nề thở dài, trưởng tôn vô kỵ hắn cũng không sợ, chủ yếu là tam vương tử là cái hoàn khố vương tử, hắn cũng biết chính mình không có cơ hội leo lên vương vị, sở dĩ một mực ỉ vào thân phận hoành hành bá đạo. Trưởng tôn vô kỵ giật dây hắn đến Linh Thú Thành, không cần phải nói là để hắn truy cầu Thủy Thiên Nhu, thuận tiện mượn hắn đao lần nữa đối phó giang giật. Mặc kệ nó, dù sao tam vương tử cũng vào không được học viện, các người phái người thời khắc chú ý bọn hắn hành tung có biến trước tiên báo cáo tiền vạn quán nghĩ đến một trận khoát tay áo để hạ nhân xuống dưới cái này tam vương tử làm vương thất bên trong người hắn mặc dù không sợ nhưng cũng không nguyện ý chiêu chọc người này thế nhưng là cùng như chó điên đắc tội hội cắn được ngươi mình đầy thương thích đợi thêm nữa gần nửa canh giờ trần lão rốt cục hồng quang đầy mặt đi ra chắp tay nói thiếu tộc trưởng đan dược này dược lực phi thường thuần khiết bất quá dược lực so phổ thông thiên giai hạ phẩm đan dược yếu đi một chút, đương nhiên là có đan văn, đan dược này giá trị đồng đẳng với thiên giai hạ phẩm đan dược, luyện chế đan dược này đại sư, thực lực hẳn là đạt tới đan vương tiêu chuẩn. Tốt, tiền vạn quán hét lớn một tiếng, khuôn mặt đều cười lên tốn. Bên cạnh lưu lão một mặt thổn thức, giang giật mặc dù khắp nơi để lộ ra cổ quái, nhưng không nghĩ tới có thể luyện chế ra thiên giai đan dược cứ việc trần lão nói đan dược này là địa long đan gia công mà thành nhưng bất luận nói thế nào, cái này thiên giai đan dược là đi qua giang giật tay mới ra ngoài. Trần lão luyện đan nhất đời, có thể luyện chế cao cấp nhất đan dược cũng chỉ là địa long đan, sở dĩ hắn đời này chỉ có thể là tam giai luyện đan sư. Giang giật tùy ý mân mê thoáng cái, tự lấy ra thiên giai đan dược, cái này nếu là nói cho Trần lão thực tình, sợ là sẽ phải để hắn lập tức tức giận đến thổ huyết A. Trần lão rõ ràng còn rất không cam tâm chắp tay nói, thiếu tộc trưởng nếu có thể. Có thể hay không để vị đại nhân kia chỉ điểm một chút lão phu chỉ cần lão phu có thể luyện chế thiên giai đan dược, ta có thể 10 năm không muốn bất luận cái gì thù lao. Lại nói, tiền vạn quán khoát tay áo nói, quay lại ta hỏi một chút hắn, như cái việc này bất luận kẻ nào cũng không thể lộ ra, lưu lão, đi. Lưu lão mang theo tiền vạn quán nhanh chóng hướng trong học viện chạy đi, trên đường đi tiền vạn quán tựa như còn đang nằm mơ, ánh mắt mê mang, thở dài không thôi, lão đại thực là cái quái vật a à. Có cái này tuyệt chiêu, 100 triệu tử kim hoàn toàn chính xác nhẹ nhóm có thể lấy được. Lão đại coi như cái gì đều không làm, chuyên tâm luyện đan, đời này cũng có thể nhẹ nhóm phú khả địch quốc A. Hắc hắc, lưu lão, của ta tướng nhân bí thuật lợi hại A lúc này trong gia tộc những lão gia hỏa kia đều nên ngậm miệng A. mươi 163, xảy ra chuyện, tiền vạn quán mang về tin tức tốt, để giang giật cả người đều yên lặng tại cuồng hỉ bên trong, hắn cái gì cũng không để ý để tiền vạn quán triệu tập đại lượng địa long đan cùng các loại thuốc bột, bắt đầu toàn lực luyện đan. Đáng tiếc Giang giật luyện đan thủ pháp còn chưa đủ thuần thục, ngay từ đầu mấy ngày luyện đan, 10 cái đan dược thường thường lại có 6-7 mai nổ tung. Bất quá theo hắn không ngừng thuần thục, nổ đan tỷ lệ cũng từng bước giảm xuống, chờ hắn luyện chế ra 1.000 mai mệnh danh là thiên long đan đan dược về sau, tiền vạn quán lập tức để cho người ta đưa đến linh thú thành bên trong bán ra, ghi rõ giá cả 4.000 từ kim một viên, đồng thời biểu thị có thể trường kỳ đại lượng cung ứng. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức gây nên học viện rất nhiều công tử tiểu thư một mảnh ồn ào, cũng rất nhanh truyền khắp thần võ quốc, gây nên khắp nơi oanh động, tiền ra còn phái người tới hỏi tìm hiểu tình huống, bất qua tiền vạn quán một mực đẻ ép, bất kỳ người nào đều không lộ ra. Thiên giai đan dược, chỉ có tứ giai đan vương có thể luyện chế, toàn bộ đại lục đan vương có bao nhiêu cái này vạn năm qua đại lục ở bên trên xuất hiện đan vương chỉ có 107 vị. Hiện đại lục tồn tại đan vương chỉ có 6 người, còn có 3 người đã sớm không luyện đan bán ra. Đan vương cỡ nào thân phận? kia ba vị đan vương mặc dù thỉnh thoảng luyện chế một chút thiên giai đan dược lưu vong ra, nhưng bọn hắn cũng không thiếu tiền, đương nhiên sẽ không trường kỳ luyện chế thiên giai đan dược. Sở dĩ trên thị trường thiên giai đan dược mặc dù có, nhưng số lượng cũng không nhiều, những đại gia tộc kia các công tử tiểu thư tu luyện cũng đều một mực ỷ lại địa long đan, linh đan mười nhiều loại địa giai thượng phẩm đan dược tu luyện. Có thiên giai đan dược trường kỳ cung ứng tin tức này tự nhiên gây nên khắp nơi oanh động. Bởi vì đan dược này ra tiền ra đan dược phô bên trong, ngược lại là không có gia tộc đi mời chào cái này mới đan vương, chỉ là rất nhiều đơn đặt hàng như hoa tuyết tràn vào tiền ra, thủ bút đều rất lớn, mỗi lần đơn đặt hàng ít nhất đều là mấy ngàn mai lên. Thế là thiên long đan rất nhanh lên giá, lại thế là giang giật cũng bắt đầu cả ngày mệt mỏi cùng một con chó, trong khoảng thời gian này hắn căn bản không có thời gian tu luyện, mỗi ngày ngoại trừ tinh luyện hắc sắc nguyên lực bên ngoài, liền là luyện chế thiên long đan. Cũng may hắn luyện chế đan dược quá đơn giản, chỉ là nấu lại trùng luyện mà thôi, mỗi lần đều có thể nấu lại gần trăm viên một ngày nhẹ nhõm ngàn viên thiên long đan ra lò linh thú thành bên trong trần lão gần nhất cũng mệt mỏi thành chó đan dược phô bên trong tồn kho sớm đã bị tiền vạn quán chuyển xong hắn còn không ngừng truyền đến mệnh lệnh để trần lão nhanh chóng luyện chế địa long đan giang giật nấu lại tốc độ nhưng so sánh trần lão luyện đan tốc độ nhanh mấy trăm lần cuối cùng thực sự không có cách nào tiền vạn quán chỉ có thể đi tiền ra tổng bộ điều tập song giã hai tháng giang giật chính mình cũng không biết luyện chế ra bao nhiêu thiên long đan Tại cuối cùng một bút lớn đơn đặt hàng sau khi làm xong, hắn rốt cuộc chịu không được, ngừng lại ngã xuống đất tự ngủ, ngủ một giấc ba ngày ba đêm. Cái này một giấc hắn ngủ rất ngọt, tiền vạn quán cũng đã sớm nói, hắn tiền kiếm được đầy đủ mua xuống 10 cây thiên niên cầu tham, chỉ kém chấn hồn thảo. Hắn trong giấc mộng, mộng thấy Giang Tiểu Nô được cứu sống, ngọt ngào đối hắn cười, để hắn thiếu ra. Mộng thấy hắn cùng Giang Vân Hải Giang Tiểu Nô rời đi thần võ quốc, tìm một cái thành nhỏ không buồn không lo sinh hoạt. Chờ hắn khi tỉnh lại, hắn phát hiện tiền vạn quán thế mà tại hắn bên giường ngồi, mà lại sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn lập tức bắn lên, trầm giọng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tiền vạn quán cả thiên đều là cười đùa tí từng, rất ít nhìn thấy hắn nặng nề như vậy biểu lộ, giang giật tự nhiên biết rõ xảy ra chuyện. Hai cái tin tức, tiền vạn quán u u thở dài nói, cái thứ nhất, trước mấy ngày hạ nhân phát hiện trên thị trường thiên niên cầu tham đột nhiên thiếu đi mấy trụ, ta lập tức phái người đi mua sắm, kết quả phát hiện toàn bộ thiên niên cầu tham bị mua, chỉ còn cuối cùng một gốc vẫn là gia vương thành đấu giá hội bên trên. Chờ ta phái người đi cạnh tranh lúc, lại có người cố ý cố tình nâng giá, cuối cùng giá cả bị mang lên 3.000 vạn tử kim, đương nhiên ta còn là để cho người ta mua. Có người tại nhầm vào ta, sang giật bản năng cảm giác được âm mưu khí tức, cái này thiên nhiên cầu tham không tính quá chân quý linh dược. Đã đoạn thời gian trước trên thị trường một mực có mười mấy gốc, coi như vừa lúc trong khoảng thời gian này có người muốn dùng, cũng không có khả năng toàn bộ mua xuống, còn đem giá cả mang lên ba ngàn vạn tử kim đã mua giang giật cũng không quản nhiều như vậy ba ngàn vạn tử kim đối với hắn mà nói chỉ là luyện chế nhiều một chút thiên long đan mà thôi hắn khoát tay áo nói mua lại coi như xong cái này tử kim về sau ta hội tiếp tế nhà các ngươi chuyện thứ hai đâu lão đại ngươi đi theo ta tiền vạn quán đứng dậy hướng một căn phòng khác đi đến giang giật vội vàng đuổi theo đẩy cửa phòng ra ánh mắt của hắn quét qua thân thể lại run lẩy bẩy trong đôi mắt ẩn ẩn có nước mắt lấp lánh, bờ môi một mực run rẩy không ngừng. Gian phòng kia vốn là trống không, giờ phút này tiền vạn quán lại làm cho người trang trí một phen, phía trên an trí một tấm thoải mái giường lớn. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là giờ phút này nằm trên giường một người, một cái xinh đẹp tiểu nha đầu, một cái ngủ say hơn một năm người. Giang tiểu nô, Giang giật nhìn chăm chú Giang tiểu nô tấm kia hồn khiên mộng nhiễu khuôn mặt nhỏ, lảo đảo đi tới, ngồi tại bên giường duỗi ra một cái có chút run rẩy tay, hướng giang tiểu nô mặt khẽ vuốt mà đi, trong con người đều là yêu chiều cùng thương yêu. Thiếu gia, cố lên nha, thiếu gia, người thật lợi hại a à, tiểu nô sùng bái nhất thiếu gia. Thiếu gia, tương lai nhất định sẽ có triển vọng lớn, tiểu nô tin tưởng ta ra thiếu gia chú định hội đứng ngạo nghế tại đại lục chi đình. Trong đầu vang vọng giang tiểu nô kia non nớt lời nói, hiện lên cái này động lòng người tiểu thị nữ kia mỉm cười ngọt ngào, kia ánh mắt khích lệ. Giang giật nhìn chăm chú một trận, thống khổ nhắm mắt lại thì thào, tiểu nô, thiếu gia rất lợi hại, thiếu gia giết rất nhiều khi dễ chúng ta người, đáng tiếc. Người cũng không nhìn thấy, hơn một năm trước, hắn đi vào linh thú Sơn học viện, từ đây rốt cuộc chưa thấy qua Giang tiểu nô một chút. Sau đó hắn đi thiên quân mộ, Giang Vân Hải vì hắn đắc tội trưởng tôn gia, Giang tiểu nô tự mất tích. Mặc dù Giang Vân Hải nói hắn đã thích đáng an trí, nhưng Giang giật vẫn là rất là lo lắng. Đột nhiên nhìn thấy Giang Tiểu Nô, người nói hắn làm sao lại không kích động không đúng giang giật đột nhiên bừng tỉnh trong ánh mắt cũng lập tức hàn quang bắn ra bốn phía sát khí trên người dâng lên ánh mắt quét về phía tiền vạn quán quát khẽ nói tiểu nô làm sao được đưa đến cái này ta đại gia ra đâu hắn có phải hay không gặp được nguy hiểm giang vân hải năm đó bị trưởng tôn gia truy sát nhưng hắn vẫn không có đem giang tiểu nô giao cho tiền ra người đương nhiên có lẽ là bởi vì khi đó hắn không tín nhiệm tiền ra nhưng giang giật biết rõ giang vân hải tính cách giống như không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không đem Giang Tiểu Nô đưa tới. Ra ngoài nói đi, Tiểu Nô muội muội tại cái này rất an toàn, người yên tâm ta sẽ phái người chiếu cố thật tốt nàng. Tiền vạn quán thấp giọng nói một câu đi ra phía ngoài, bước chân rất là trầm trọng. Giang giật như thế nội tâm càng thêm cấp bách, nhanh chân hướng ra phía ngoài đi tới, ánh mắt gắt gao khóa chặt tiền vạn quán. Giang Vân Hải không chết, bất quá, ta người nhìn thấy hắn thời điểm, hắn bị thương. Tiền vạn quán rất nhanh ném ra ngoài một cái tin tức kinh người, không đợi Giang giật mở miệng, giải thích nói, hắn đang lẩn trốn mệnh chung, sống hay chết ta còn chưa thu được tin tức. Lão đại, lần này, ta không có biện pháp giúp ngươi, bởi vì đối thủ bối cảnh quá mạnh. Là ai, Giang giật sát khí trên người đổ xuống mà ra, trong đôi mắt cũng bắt đầu nổi lên hồng quang, giống như không phải hắn sớm tỉnh ngộ, sợ là sẽ phải trực tiếp phóng thích sát lục chân ý. Tiền vạn quán nặng nề thở dài, lắc đầu nói, lão đại, người tốt nhất khắc chế dưới, bởi vì người này trước mắt người không có thực lực đối kháng, hắn là vương thất người, tam vương tử hạ điên. Vương thất người của hạ gia, giang giật sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, cả người như một cái nhắm người mà phệ hung thú, hắn cười lạnh, ta quản hắn là cái gì vương tử thái tử, nếu là hắn dám giết ta đại gia gia, ta giang giật không giết hắn thể không làm người. Trường 164, chết không có chỗ chôn Giang Vân Hải thời khắc này xác thực đang bị trong đuổi giết, xuất thủ vẫn là thần võ quốc ngự lâm quân người, Thủy Thiên Nhu để cho người ta đưa tin cho trưởng tôn vô kỵ về sau, hắn không dám không đến, nếu không cái này nha đầu điên sợ là muốn đi vương thành đại náo, hắn rất nhanh nghĩ đến một ý kiến, giật dây tam vương tử hạ điền cùng đi linh thú thành. Thần võ quốc đương đại quốc chủ vương tử rất nhiều, nhưng thái tử đã sớm định ra, lớn vương tử không chỉ có thiên tư, tài trí, lòng dạ, thủ đoạn đều là nhân tuyển tốt nhất, hắn về sau đăng cơ thần võ quốc tuyệt đối sẽ trong tay hắn phát dương quang đại. Cái khác vương tử minh biết không có có cơ hội thưởng vị, rất nhiều người liền không lại che giấu bản tính tỷ như tam vương tử hạ điền rất nhiều mỗi năm liền là lừng lẫy nổi danh vương tử bị hắn trả đạp nữ tử không kế kỳ sổ trường tôn vô kỵ tìm tới hạ điền nói một câu nói cái này hạ điền tâm động thủy thiên nhu mẫu thân là thiên hạ đệ nhất cường giả giống như hạ điền cầm xuống thủy thiên nhu cái này vương vị tựu hai chuyện rất nhiều kiên định đứng tại thái tử bên kia gia tộc đoán chừng cũng sẽ lập tức đảo hướng mặc dù hạ điền biết mình cái này nước tiểu tính thủy thiên nhu hẳn là chướng mắt nhưng không thử một chút làm sao biết xuất sinh nhà đế vương người ai sẽ đối vị trí kia thật không động tâm thế là hạ điền hấp tấp đi theo trưởng tôn vô kỷ tới linh thú thành khi biết thủy thiên nhu muốn đối phó giang giật về sau hắn lập tức vỗ ngực cam đoan đem giang giật giết chết chỉ là hắn mặc dù là vương tử tại thần võ quốc hô phong hoán vũ coi như giang biệt ly nhìn thấy hắn đều phải hành lễ nhưng hắn cũng không có tư cách vào linh thú sơn học viện hắn dám dẫn người xông vào ra các thanh vân lão thất phu này tuyệt đối sẽ đem hắn cái mông mở ra tốn. Trường tôn vô kỵ trước khi đến đã làm đủ giờ tụng nghiệp, hắn ra một kế, để hạ điền đem Giang Vân Hải cùng Giang Tiểu Nô cầm xuống, Giang giật tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn chính mình đi ra linh thú sơn học viện. Hắn không dám đắc tội Giang Biệt Ly, hạ điền cái này vô pháp vô thiên chủ tự nhiên không sợ, lập tức dẫn người đem linh thú bên cạnh một cái ẩn nấp tiểu trấn cho vây quanh, Giang Vân Hải trong khoảng thời gian này tự ẩn thân ở trong chấn nhỏ. Cũng may tiền vạn quán để cho người ta nhìn chằm chằm vào hạ điền cùng trưởng tôn vô kỵ, tại hai người khẽ động lập tức phái người tiếp ứng, thành công đem Giang Tiểu Nô mang tới Linh Thú Sơn. Ở trong học viện Giang Tiểu Nô hội tuyệt đối an toàn, Giang Vân Hải không có Giang Tiểu Nô liên lụy, cũng sẽ dễ dàng hơn chạy trốn. Trưởng tôn vô kỵ, hạ điền, Thủy Thiên Nhu, nghe xong tiền vạn quán giảng thuật, Giang giật sắc mặt càng thêm dữ tợn, hai tay cầm thật chặt, phía trên từng cái từng cái nổi gân xanh hắn không có nổi giận lao xuống sơn đi, đối mặt như thế cường đại địch nhân, hắn cũng không có nhược trí, ngược lại kích phát nội tâm của hắn ý chí chiến đấu, đối thực lực càng thêm khát vọng. Mạnh lên, mạnh lên, chỉ có không ngừng mạnh lên, mới có thể thủ hộ chính mình nghĩ bảo vệ người, mới có thể tiêu giao tự tại, không có thực lực đời này chỉ có thể bị người nghiền ép, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Vân Hải bị người đuổi giết, nhìn xem Giang Tiểu Nô một mực ngủ say trên giường. Hắn trong đại sảnh đứng yên thật lâu, sắc mặt rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, bình tĩnh đến như một đầm nước động, để tiền vạn quán đều cảm giác được đáng sợ, tựa như một tòa sẽ phun trào núi lửa. Hắn trầm mặc đi tới một căn phòng khác bắt đầu luyện đan, chọn vẹn luyện ra một ngàn mai thiên long đan về sau, hắn mới đi ra khỏi gian phòng hướng nam viện chạy đi, tiến vào tĩnh tu trong phòng, biên cuồng bắt đầu tu luyện. Sau đó thời gian, giang giật mỗi ngày đều là như thế. Mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 canh giờ, thời gian còn lại đều là tại luyện đan cùng tu luyện, sắc mặt một mực rất là bình tĩnh, ngoại trừ mỗi ngày hỏi thăm Giang Vân Hải tin tức bên ngoài, gần như rất ít nói chuyện. Nửa tháng sau, rốt cục có tin tức, Giang Vân Hải tại ngự lâm quân truy sát dưới, lại thành công còn sống, hắn trốn vào thần võ quốc cùng phía tây thánh linh quốc chỗ giao giới tội ác xâm lâm. Ngự lâm quân không dám đuổi, bất quá thành công chặt đi xuống Giang Vân Hải một cánh tay. Đương nhiên, nhiều như vậy ngự lâm quân chưa bắt lại Giang Vân Hải, có rất lớn nguyên nhân là hạ điền muốn sống, nếu không 10 cái Giang Vân Hải cũng đã chết. Giang Vân Hải vốn chính là một cái người thọt, lại biến thành cụt một tay, mà lại bản thân bị trọng thương, tội ác trong rừng rậm có rất nhiều cường đại yêu thú, hắn xông đi vào sợ là rất có thể hữu tử vô sinh. Để tiền vạn quán rất là ngoài ý muốn, cũng làm cho Giang giật cười lạnh không ngừng là đại sự như thế Giang Biệt Ly không có khả năng chưa lấy được tin tức, nhưng Giang ra cũng không có bất kỳ cử động nào, dùng Giang Biệt Ly tại thần võ quốc địa vị, nếu là hắn mở miệng, hạ điền tự nhiên là không dám tiếp tục phái người truy sát. Giang giật nhận được tin tức về sau, sắc mặt càng thêm bình tĩnh, tu luyện càng thêm điên cuồng. Tiền vạn quán rất là lo lắng, nhưng hắn ngoại trừ yên lặng nhìn xem hắn điên cuồng tra tấn chính mình, cái gì cũng không làm được. Một tháng sau, học viện dán ra thông cáo, quốc chiến bốn tháng sau bắt đầu, linh thú sơn học viện chuẩn bị tham chiến, để các học viên nô nước tấp nập báo danh. Tô như tuyết tại tề viện trưởng ám chỉ dưới, lần nữa tìm đến đến giang giật. Lần này quốc chiến ban thưởng ra, hạng nhất là một thanh thánh khí hỏa long kiếm, Hoàng Triều còn ban cho tước vị là tử tước, đoán chừng thần võ quốc ít nhất cũng sẽ cho một cái tướng quân chi vị. Giang giật ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống đi, cá nhân ta không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tô Như Tuyết rất giải quyết việc trung bỏ xuống một câu tựu trầm mặc uống trà, Giang giật nghe được thánh khí hai chữ có chút hiếu kỳ, nghi ngờ hỏi cái gì là quốc chiến. Tô Như Tuyết đang chuẩn bị giải thích, bên cạnh tiền vạn quán lại lạnh giọng nói ra, lão đại, cái này quốc chiến ngươi không thể đi. Ngươi một tham gia, trưởng tôn vô kỵ, hạ điền, Thủy Thiên Nhu tuyệt đối sẽ tham chiến, đến lúc đó tam phương thế lực vây giết ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ừ, Tô Như Tuyết trong khoảng thời gian này không có tới tìm Giang Giật, tựa hồ đang cố ý tránh né lấy hắn, giờ phút này nghe được tiền vạn quán lời nói mới nghi ngờ hỏi, có ý tứ gì còn có hạ điền không phải thần võ quốc phương tử sao Giang Giật làm sao đắc tội hắn. Tiền vạn quán không có giải thích nhiều như vậy, chỉ là nhàn nhạt nói ra, Tô Đạo Sư, ngươi chẳng lẽ không biết, Thủy Thiên như giờ phút này còn tại Linh thú thành trong võ điện nàng thế nhưng là một mực chờ lấy lão đại gia học viện đâu. Còn có việc này ta gần nhất một mực tại bế quan, ngược lại là không có chú ý. Tô Như Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên, rất nhanh quả quyết nói ra, kia Giang giật cái này quốc chiến ngươi không thể đi, ngươi cái nào đều đừng đi, ngay tại trong học viện ở lại. Một mực tu luyện tới thần du cảnh, đem sát lục chân ý cảm ngộ đến đệ ngũ trọng đi ra ngoài nữa, tề viện trưởng vậy ta nói với ngươi đi. Ừm. Um, Tiền vạn quán cũng gật đầu nói, lão đại, ngươi lập tức muốn đột phá chú đỉnh cảnh cửu trọng, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, tại cái này tu luyện cái 5 năm 8 năm, năm. Các loại chờ tốt nghiệp tự tiếp tục lưu lại cái này làm đạo sư, chỉ cần ngươi đạt tới thần du cảnh, sát lục chân ý nếu là cũng có thể cảm ngộ đến đệ ngũ trọng, thần du cảnh ngươi tự vô địch. Chỉ cần không đắc tội kim cương cảnh cường giả, thiên hạ chi lớn ngươi cũng có thể đi. Nha, Giang giật vốn là đối cái gì quốc chiến không có nửa điểm hứng thú, dứt khoát cũng liền không nghe ngóng, trầm mặc đi tới gian phòng bên trong bắt đầu luyện đan. Vừa đi vào, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, đi ra cùng tiền vạn quán phân phó nói, vạn quán, cho tô đạo sư một ngàn mai thiên long đan, đúng rồi. Cho chiến vô xong cùng chiến lâm nhi cũng đưa một ngàn mai đi qua, có thứ này tu luyện mau một chút. Nói xong giang giật đóng cửa một lòng bắt đầu luyện đan, tô như tuyết trong mắt đẹp đều là mơ hồ, hỏi cái gì thiên long đan học viện mỗi tháng đều có đan dược phân cho chúng ta, ta từ bỏ, các người giữ lại tu luyện đi lão đại liền là lão đại, thủ bút này đủ lớn, đưa tới liền là 500 vạn tử kim A. Tiền vạn quán giơ ngón tay cái lên, lúc này mới khinh thường đối với tô như tuyết nói ra, tô đạo sư, học viện cho các người địa giai hạ phẩm đan dược, người vẫn là vứt đi. Lão đại luyện chế thiên long đan, thế nhưng là thiên giai đan dược, tốc độ tu luyện so người kia nhanh mấy lần. Thiên giai đan dược giang giật, luyện chế tô như tuyết lần nữa nháy nháy mắt, mặt mũi tràn đầy đều là giận dữ, coi là hai người đang trêu chọc nàng đùa đâu thẳng đến tiền vạn quán từ trong ngực bên trong lấy ra một cái bình ngọc đổ ra một viên đan dược đưa cho hắn nàng nhìn kỹ mới hoa dung thất sắc một tấm như trăng sáng gương mặt xinh đẹp đều là khoa trương biểu lộ kia bởi vì tâm tình khuấy động dẫn đến hai ngọn núi nhộn nhạo phong tình thấy tiền vạn quán máu mũi chảy dọc hỗn chiến một đám phế vật liền một cái người thọt đều bắt không được lưu các ngươi làm gì dùng linh thú thành võ điện một cái xa hoa gian phòng bên trong một tên người mặc áo mãng bảo tướng mạo khôi ngô tuổi trẻ công tử giận thẻ một cái cái chén đối một tên mặc chiến giáp trung niên nam tử giận mắng không ngừng gian phòng bên trong còn có một người một thân hoa bào khí độ bất phàm mũi ưng bên trên một đôi mắt đều là nét nham hiểm hắn uống một ngụm trà mở miệng đột nhiên nói tam điện hạ cũng đừng trách lòng tướng quân giang vân hải năm đó đi theo lão vương ra trinh chiến nhiều năm còn tại vương phủ làm nội viện tổng quản nhiều năm đằng sau đi theo y phiêu phiêu có thể không có chút thủ đoạn mà lại lần này là bắt sống tự nhiên khó khăn một chút việc đã đến nước này nói cái gì đều không có ý nghĩa để long tướng quân đi về nghỉ ngơi đi. Áo mãng bảo nam tử vung tay lên, kia người mặc chiến giáp tướng quân lập tức như chút được gánh nặng, cảm kích hướng hung ác nham hiểm công tử chắp tay lui xuống. Áo mãng bảo nam tử lúc này mới mặt mũi tràn đầy cấp bách nhìn qua hung ác nham hiểm công tử nói, vô kỵ, làm sao bây giờ Giang Vân Hải bắt không được, Giang giật như một cái rùa đen trốn ở linh thú Sơn Học Việt, chúng ta giết thế nào hắn ta thế nhưng là tại thủy tiểu thư kia đập lồng ngực, nhất định giúp nàng giết Giang giật. Đừng nóng vội, tam điện hạ, Trường Tôn Vô Kỵ cười nhìn qua Tam Vương tử Hạ Điền, cúi đầu mấp máy nước trà mới u u nói ra, "Ta có một kế, Giang giật tuyệt đối sẽ tự động đi ra học viện, đương nhiên cái này cần ngươi phối hợp, cũng cần Thủy tiểu thư phối hợp một chút." Hạ Điền đôi mắt sáng lên, trầm giọng nói, "Ta phối hợp không có vấn đề a, Thủy tiểu thư sẽ phối hợp còn có là cái gì mưu kế?" Thủy tiểu thư tuyệt đối phối hợp. Trường Tôn Vô Kỵ rất tự tin cười nói, "Mưu kế ta trước giữ bí mật, qua một thời gian ngắn các ngươi liền biết. Mà lại lần này mưu kế thành công." Điện hạ cũng sẽ nhiều rất nhiều cùng thủy tiểu thư chung đụng cơ hội, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, lâu ngày có thể sinh tình, vô kỳ cầu chúc điện hạ sớm ngày cầm xuống thủy tiểu thư. Tốt, hạ điền hài lòng nhẹ gật đầu, vỗ vỗ trưởng tôn vô kỵ bả vai nói, nếu có một ngày ta thật ngồi lên vị trí kia, người chính là của ta quân cơ thủ phụ. Hạ điền sở hữu như thế cuồng nhiệt truy cầu thủy thiên nhu, không chỉ là bởi vì thủy thiên nhu mẫu thân, cũng bởi vì trưởng tôn vô kỵ hướng hắn cam đoan qua. Chỉ cần hắn có thể cầm xuống Thủy Thiên Nhu, trưởng tôn gia sẽ lập tức đảo hướng hắn, duy trì hắn thượng vị. Có trưởng tôn gia duy trì, liền xem như một con lợn, cũng sẽ có cơ hội ngồi lên tấm kia bảo tỏa. Sở dĩ hắn mặc dù đoán được, trưởng tôn vô kỵ đang lợi dụng nó đối phó giang giật, nhưng hắn cũng không để ý chút nào, giang biệt ly coi như mạnh hơn, hắn thấy cũng chỉ là cái quyền thần, là bọn hắn hạ ra nô tài. Các loại chờ hạ điền ra ngoài tìm kiếm Thủy Thiên Nhu xung xoe về sau, trưởng tôn vô kỵ một người mới u u cười lạnh, Hắn trong đôi mắt đều là khắc cốt minh tâm hận ý. Giang nghịch lưu còn bị giam lỏng bên trong, Giang nghịch lưu mẫu thân trong khoảng thời gian này liền Giang biệt ly mặt cũng không thấy, thỉnh thoảng về nhà ngoại khóc lóc kể lể. Lần trước đối phó Giang giật việc này là một mình Hắn ngu đồ, kết quả lại thua đẻ xuống bôi địa phương. Cái này khiến trưởng tôn gia rất nhiều trưởng lão đối với Hắn năng lực có chút hoài nghi, Hắn thiếu tộc trưởng địa vị cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm, trưởng tôn gia trực hệ thiên tài con em cũng không phải một hai cái hắn bức thiết cần giết chết Giang giật chứng minh năng lực của hắn. Chết, trầm ngâm bên trong, hắn đột nhiên hung hăng một trưởng vỗ đến bên cạnh trên bàn vuông, đem kia rắn chắc bàn gỗ tử đàn con đập đến vỡ nát, hắn hung ác nham hiểm con ngươi lấp lóe vài vòng, lạnh giọng nỉ non, Giang giật, 4 tháng sau quốc chiến, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chương 165, ta Giang giật không xứng với nàng. Gần nhất linh thú sơn học viện rất náo nhiệt, giang giật mỗi ngày đi tới đi lui tính tu thất cùng ký túc xá đều sẽ nghe được có người đang đàm luận quốc chiến nghị luận lúc đều hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn dị thường trên thực tế không riêng gì học viện toàn bộ đại lục cũng đang thảo luận lấy quốc chiến mỗi cái bên trong tòa thành lớn khắp nơi đều có thể nghe được quốc chiến cái từ ngữ này quốc chiến đích thật là đại lục thịnh sự bởi vì quốc chiến rất nhiều bình dân nhất phi trùng thiên làm tới tướng quân bởi vì quốc chiến rất nhiều võ giả đạt được chiến công bị cái các nước chưa hầu ban cho thành trì Tỷ như cơ thiên liền là tại 15 năm trước quốc chiến bên trong thu hoạch được đại lượng chiến công, được ban cho cho thiên võ thành chức thành chủ. Thế giới này vũ lực trí thượng, văn nhân có văn cử, khoa cử cao trung sau có thể nhập hướng làm quan, võ giả mặc dù không có vũ cử, nhưng có quốc chiến. Quốc chiến hưng khởi tại vạn năm trước, ngay lúc đó thanh long Hoàng Triều chính là thời kỳ mạnh mẽ nhất, bất quá xuất hiện một kiện chuyện rất quỷ dị. Hoàng Triều quốc chủ cùng Hoàng tử công chúa cùng Hoàng thành thiên tinh thành bên trong sở hữu cường giả trong một đêm toàn bộ chết đi, dẫn đến thiên hạ đại loạn. Lúc ấy hoàng triều tỏa chấn tứ phương 6 cái nhất cường đại quân đoàn, thừa cơ khởi binh đánh lấy hộ giá cờ hiệu thẳng đến Thiên Tinh Thành, vụng trộm lại là chuẩn bị đánh hạ Thiên Tinh Thành, thay vào đó. Càng quỷ dị hơn chính là 6 cái đại quân bằng nhanh nhất tốc độ đến Thiên Tinh Thành bên ngoài, cuối cùng nhưng không có bất luận cái gì một chi quân đội dám vào thành. Sau đó 6 cái quân đội hoàn toàn thối lui, các loại chiếm cứ một phương, tự lập làm quốc, đây cũng chính là lục đại các nước chưa hầu tồn tại. Thanh Long Hoàng Triều cũng là theo khi đó bắt đầu suy bại. Hoàng thất ủng hộ một vị may mắn còn sống sót so tiểu hoàng tử đăng cơ, đồng thời thông cáo thiên hạ thiết lập lục đại các nước chư hầu, cũng thụ phong lục đại nguyên soái là các nước chư hầu quốc chủ, cho phép bọn hắn quản lý địa bàn quản lý lãnh thổ, nhưng nhất định phải mỗi năm hướng Hoàng Triều cống lên. Đây cũng chính là biến tướng thừa nhận lục đại các nước chư hầu độc lập, đương nhiên đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nhất cường đại lục đại quân đoàn đồng thời làm phản rồi, Hoàng Triều tìm ai tiêu diệt phản loạn. Hoàng Triều lúc ấy còn hạ cái một cái không hiểu thấu ý chỉ, mệnh lệnh lục quốc mỗi lần 10 năm tại thiên tinh thành bên ngoài tinh thạch Bình Nguyên, cử hành một lần quốc chiến. Mỗi lần quốc chiến lục quốc đều phải phái ra trăm vạn đại quân hỗn chiến, dùng đầu người ký chiến công, ba cái chiến công ít nhất quốc gia sẽ thành quốc gia thua trận, hướng mặt khác ba cái chiến thắng quốc mỗi năm tuổi cống. Cái này ý chỉ vừa ra, thiên hạ một mảnh xôn xao, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra cái này ý chỉ tiềm ẩn thâm ý, Hoàng Triều rõ ràng là để lục quốc chém giết lẫn nhau, lẫn nhau suy yếu đối phương quốc lực, tốt tiếp tục ổn định sự thống trị của hắn, đồng thời chậm rãi xúc tích lực lượng quật khởi. Để người trong thiên hạ rất phá kính mắt chính là, lục quốc quốc chủ không biết có phải hay không choáng váng, không chỉ có không có người nào kháng chỉ, ngược lại tích cực hưởng ứng Hoàng Triều hiệu triệu, mỗi lần quốc chiến đều xuất ra thưởng lớn, cổ vũ tham gia quốc chiến người anh dũng giết địch, còn như vạn năm trước Thanh Long hoàng triều người của hoàng thất vì sao bị giết lục đại quân đoàn, vì sao không dám đánh vào Thiên Tinh thành đằng sau Thanh Long hoàng triều làm sao lại thông cáo thiên hạ, để lục đại quân đoàn tự lập làm quốc lục quốc như thế nào lại nóng lòng như vậy tại quốc chiến, những này tân bí tựu không người biết được, sợ là chỉ có Thanh Long hoàng thất cùng lục đại chư hầu quốc vương thất, cùng những cái kia siêu cấp thế gia mới có thể biết rõ. Quốc chiến cứ như vậy một mực lưu truyền xuống tới, Mười năm một lần, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Tại ngàn năm trước còn ra hiện một cái tiểu quốc chiến, tại lớn quốc chiến 5 năm sau cử hành. Tiểu quốc chiến là thanh niên tuấn kiệt biểu diễn sân khấu, chỉ có 25 tuổi dưới đây võ giả mới có tư cách tham chiến, ban thưởng đồng dạng phong phú. Tỷ như lần này, hoàng triều tự hiếm thấy xuất ra một cái thánh khí. Một cái bình thường võ giả luyện hóa thánh khí về sau, chiến lực tuyệt đối sẽ vượt qua mấy lần, coi như không luyện hóa lấy ra đấu giá cũng là giá trị liên thành, giống như đưa cho một cái siêu cấp gia tộc, còn có thể đổi lấy một cái thành nhỏ thành chủ đương đương. Sở dĩ lần này quốc chiến mới có thể gây nên lớn như vậy oanh động, linh thú sơn học viện học viên mới có thể hưng phấn như vậy. Đương nhiên những chuyện này giang giật nửa điểm không thèm để ý, không có tận lực đi nghe ngóng, cũng không có tâm tình nghe ngóng. Khi còn bé hắn nghe nói qua quốc chiến hai chữ, năm năm trước thiên võ thành đi một đám người đi tham gia quốc chiến, nhưng không có người trở lại qua, hắn không cần nghe ngóng đều biết quốc chiến khẳng định vô cùng tàn khốc, hắn địch nhân quá nhiều, đi tham chiến tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ hắn mỗi ngày đều rất bận rộn, không phải tu luyện liền là luyện đan, có địa long đan phụ trợ, tăng thêm tính tu thất cảnh giới của hắn hỏa tiễn tiêu thăng, lập tức sẽ liền muốn đột phá chú đỉnh cảnh cửu trọng, tiếp theo ngưng kết tử phủ, bước vào võ giả điện đường. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng minh bạch, chú đỉnh cảnh cần nguyên lực cũng không nhiều, tốc độ tu luyện của hắn không thể so với thần võ quốc đỉnh cấp thiên tài chậm, tăng thêm tính tu thất cùng địa long đan cùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc, có thể tu luyện nhanh như vậy cũng rất bình thường. Đạt tới tử phủ cảnh về sau, cần nguyên lực là hải lượng muốn dễ dàng như vậy đột phá tuyệt đối không có khả năng thời gian như bạch mã qua câu rất nhanh hai tháng đi qua giang giật một tháng trước đã đột phá chú đỉnh cảnh cửu trọng đang toàn lực bắn vào chú đỉnh cảnh đỉnh phong chuẩn bị ngưng tụ tử phù trong khoảng thời gian này giang giật luyện chế ra lượng lớn đan dược tăng thêm quốc chiến sẽ bắt đầu thi đấu rất nhiều thiếu niên thiên tài đều điên cuồng tu luyện đan dược giá cả lên nhanh giang giật không chỉ có trả sạch thiếu tiền ra tử kim còn trở thành một vị tiểu phú ông Đương nhiên hắn có được môn này tuyệt chiêu, về sau tử kim đối với hắn mà nói hoàn toàn không phải chuyện gì. Để Giang giật phi thường thống khổ chính là, Giang Vân Hải hai tháng một mực bật vô âm tín. Tiền vạn quán phái người đi thánh linh quốc dò xét, không có tin tức gì hồi báo, có lẽ hắn bởi vì trọng thương đã sớm chết đi, hay là hắn chết tại tội ác xâm lâm yêu thú trong miệng. Thủy Thiên Nhu cùng Tam Vương Tử Hạ Điền Trưởng Tôn Vô Kỳ cuối cùng đã đi, đi thần võ quốc Phương Thành. Giang giật nghe được tin tức này, không có nửa điểm mừng rỡ, dù sao hắn cũng không có ý định ra ngoài, các nàng tại Linh thú thành cùng tại Vương thành khác nhau ở chỗ nào? Lần này quốc chiến học viện người báo danh rất nhiều, dù sao như thế thịnh sự, thế nhưng là bọn hắn những này thanh niên tuấn ngạn triển lộ phong thái thực lực cơ hội tốt. Một khi tại quốc chiến bên trong lấy được đại lượng chiến công, không chỉ có sẽ có được học viện ban thưởng, hoàng triều ban thưởng, có có thể được riêng phần mình các nước chưa hầu phong thưởng. Thiên Huyền quốc cùng đại hạ quốc ban thưởng thế nhưng là ra theo thứ tự là một cái hổ uy tướng quân cùng ngự tiền thị vệ phong phú khen thường. Còn có hai tháng, tinh thạch bình nguyên ở xa thần võ quốc hướng Tây Bắc, đường xá xa xôi, học viện đại quân đã trải qua rồi chuẩn bị động thân. Ba ngày sau sẽ lên đường, thẳng đến thần võ quốc phương Thành, lại thông qua Vương Thành truyền tống trận, truyền tống đi thiên tinh thành, bắt đầu tàn khốc quốc chiến. Giang giật kiên quyết không tham chiến, để ra các thanh vân cùng các vị phó viện trưởng rất là thất vọng. Linh Thú Sơn học viện đã bị còn lại hai học viện lớn, còn có thủy nguyệt quan đại thiện tự đè ép mấy trăm năm sau, lần này mặc dù có chiến vô song, vân phỉ, thần ảnh, a ni mấy vị có được đặc thù thần thông thiên tài tham chiến. Nhưng ở ra các thanh vân xem ra, đừng nói nắm lấy số một, sợ là 10 vị trí đầu đều rất khó đi vào. Ba ngày sau, học viện đại quân xuất phát, giang giật cùng tiền vạn quán tiến biệt chiến vô song, tô như tuyết bọn người, tô như tuyết tuổi tác không đủ 25, nhưng lần này nàng không phải đi tham chiến, mà là cùng đi tề viện trưởng các loại chờ bảy tên phó viện trưởng cùng một chỗ hộ tống học viên đi thiên tinh thành mấy cái thằng danh con biểu hiện tốt một chút tranh thủ cầm cái thứ tự tốt cho các người gia tộc làm vẻ vang tiền vạn quán cũng không có đi hắn chúc thực lực ấy đi vào là hàng chót tự nhiên không dám tiến vào chịu chết hắn cùng ảnh sát long tượng bọn người cáo biệt lúc này mới trở lại gian giật bên người khẽ thở dài làm sao bất hòa tôi như tuyết nói hai câu làm sao ta cảm giác hai người các ngươi tựa hồ đang tận lực tránh né đối phương. Giang giật nhìn qua trong đại quân một cái xinh đẹp làm cho người khác lóa mắt nữ tử, đắng chát cười nói, người cũng đã nhìn ra, nàng đang tận lực tránh né ta, hiển nhiên cho là chúng ta không thích hợp, ta tự nhiên không thể để cho nàng khó xử. Có nhiều thứ mệnh chung không có, không thể cưỡng cầu, ta giang giật cũng không xứng với nàng A. À. chương 166, chịu chết, đại quân đi, chiến vô song cùng chiến lâm nhi phân biệt tới cùng giang giật cáo biệt, nhưng tôi như tuyết từ đầu đến cuối một chút đều không có xem giang giật cái này khiến hắn rất là thất lạc tiếp xuống tu luyện cũng càng thêm điên cuồng trấn hồn thảo còn không có bất cứ tin tức gì tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không có tin tức giang giật nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh mỗi ngày không phải tu luyện liền là luyện đan kỳ thật chỉ có tiền vạn quán mới biết được nội tâm của hắn có bao nhiêu khổ cái này mấy ngày bởi vì quốc chiến lập tức bắt đầu đan dược nhu cầu cũng trở nên ít đi giang giật cảm giác tiền cũng kiếm được không sai biệt lắm dứt khoát không còn luyện đan, mỗi ngày gần như có lớn nửa ngày đều tại tĩnh tu trong phòng tu luyện. Hắn là thiên tài học viên, lần trước đánh cực học viện ban cho hắn miễn phí sử dụng nam viện bất luận cái gì khí thất tư cách, hắn ngược lại là tu luyện chỗ an nhàn. Rất nhanh 7-8 ngày đi qua, một ngày này gian giật kéo lấy mệt mỏi thân thể về tới ký túc xá, vào cửa sau nhưng không có trong dự liệu Mỹ vị món ngon chờ lấy hắn, ngược lại nhìn thấy tiền vạn quán một người buồn khổ ngồi trong đại sảnh, thỉnh thoảng thở dài thở ngắn. Thế nào, Giang giật bắt đầu lo lắng, lần trước tiền vạn quán lộ ra như thế biểu lộ, Giang Vân Hải tự xảy ra chuyện, lần này chẳng lẽ. Lão đại, đừng lo lắng, không có xảy ra chuyện. Tiền vạn quán khoát tay áo, ra hiệu Giang giật thả lỏng, lập tức lại muốn nói lại thôi, lời đến khóe miệng mấy lần đều không có nói ra. Giang giật tỏa hạ rót hai chén trà, lúc này mới trầm giọng nói ra, cụ thể là chuyện gì chẳng lẽ người gặp được phiền toái nói đi, ta có thể giúp khẳng định giúp. Không phải chuyện của ta, tiền vạn quán lắc đầu, rất nhanh cắn răng nói ra, là chấn hồn thảo. Có tin tức, cái gì, giang giật trong mắt lập tức bắn ra đạo đạo tinh mang, thân thể đều run rẩy lên. Thiên nhiên cầu tham, tam hoa thất diệp thảo đã tới tay, chỉ cần lại cho tới chấn hồn thảo, như vậy liêu đại sư khẳng định liền sẽ xuất thủ, trên giường cái kia tiểu nha đầu đáng thương cũng có thể tỉnh lại, có thể để hắn một tiếng thiếu ra. Không đúng, giang giật rất nhanh tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn chằm chằm tiền vạn quán trầm giọng hỏi, đã có tin tức, vì sao ngươi như thế sầu mi khổ kiểm chẳng lẽ giá cả rất cao đừng sợ dùng tiền A, 100 triệu tử kim ta cũng mua. Không phải vấn đề tiền, có thể dùng tiền giải quyết đều không phải là sự tình. Tiền vạn quán sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn cắn răng nói ra cái này chấn hồn thảo có tiền mua không được, nay thiên thần vũ quốc công bố ban thưởng, quốc chiến điểm tích lũy hạng nhất, nếu như là thần võ quốc con dân, sẽ ban cho long nha tướng quân, còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám ban thưởng, trong đó tự có chấn hồn thảo lại là quốc chiến giang giật mặt trầm xuống tới hắn cũng biết tiền vạn quán vì sao như thế làm khó hắn sợ chính mình xúc động gia nhập quốc chiến một khi gia nhập quốc chiến hắn tuyệt đối sẽ đối mặt rất nhiều cường giả chặn đánh rất có thể vẫn lạc tại tinh thạch bình nguyên hắn đôi mắt chuyển động trầm ngâm một hồi lâu mới mở miệng nói ra nhà các ngươi tại thần võ quốc quyền thế lớn như vậy không có có cơ hội đem cái này chấn hồn thảo lấy ra xài bao nhiêu tiền đều được a à. ai tiền vạn quán thở dài nói lão đại Người còn không có nhìn ra cái này rõ ràng là một cái bẫy a. À. Mục đích đúng là cho ngươi đi chịu chết, thần võ quốc trước kia chưa từng hào phóng như vậy qua, lần này cho một cái Long Nha tướng quân đã vô tiền khoáng hậu, lại thế nào sẽ còn xuất ra nhiều như vậy ban thưởng mà lại trong đó còn như vậy trùng hợp, vừa vặn có chấn hồn thảo mà lại theo ta được biết, Vương thất tồn kho bên trong cũng không có chấn hồn thảo. Cái bẫy, Giang giật khẽ giật mình, nhớ tới đoạn thời gian trước thiên niên cầu tham kém trước toàn bộ bị mua sự tình, rất nhanh cũng tỉnh ngộ lại. Xem ra liều đại sư hai người thì nữ bị mua được, có người được biết hắn vô cùng cần thiết thiên nhiên cầu tham cùng chấn Hồn Thảo, lúc này mới bắt đầu bố cục. Người này cũng không khó đoán, có thể âm thầm ảnh hưởng Vương thất quyết định, chỉ có Trường Tôn gia tộc. Trường Tôn vô kỵ không hổ là Trường Tôn gia loại, cái này đùa bận âm mưu quyền mưu thủ đoạn rất cao minh a. À. Giang giật âm thầm cảm khái, rất nhanh làm xuống quyết định, hắn đứng lên nhìn xem Tiền Vạn quán nói ra, "Vạn quán, giúp ta an bài một chút, ta muốn tham gia quốc chiến." quả nhiên tiền vạn quán chuyện lo lắng nhất phát sinh hắn biết được tin tức này một mực rất khó khăn không nói cho giang giật đi sau đó cho hắn biết rõ khẳng định sẽ ảnh hưởng hai người tình nghĩa nói cho đi dùng giang giật tính cách đoán chừng cái gì đều không để ý tham chiến coi như biết rõ là cái chết cái bẫy hắn cũng sẽ chui vào bên trong đương nhiên hắn sở dĩ chết như vậy tâm sập chỗ nhận giang giật cái này lão đại cũng là chính là coi trọng hắn điểm này ngày sau giống như hắn có nguy nan giang giật khẳng định cũng sẽ liều mạng dạng này huynh đệ mới thật sự là huynh đệ. Hắn một câu không có khuyên, trầm mặc một hồi lâu, mới giải thích, lão đại, lần này là tiểu quốc chiến, lại tên cá nhân chiến. 25 tuổi dưới đây sở hữu võ giả đều có thể báo danh, quy tắc rất đơn giản liền là tại tinh thạch bình nguyên giết người, hoặc là cướp đoạt trên người đối phương huân chương. Chú đỉnh cảnh huân chương là màu trắng, một điểm điểm tích lũy. Tử phủ cảnh là màu đỏ, hai điểm điểm tích lũy. Thần du cảnh là màu đen, ba điểm điểm tích lũy tham chiến thời gian một tháng, một tháng sau toàn bộ hội truyền thống về thiên tinh thành bên ngoài, theo điểm tích lũy bao nhiêu tính toán thứ tự. Ừm, cái này tiểu quốc chiến quy tắc ngược lại là đơn giản, Giang giật nhẹ gật đầu, ngưng âm thanh hỏi, lần này thần du cảnh võ giả nhiều không cảnh giới tối cao là cái gì cấp bậc? Không nhiều, nhưng cũng không ít, tiền vạn quán lo lắng nhất liền là điểm này, hắn mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói ra, 25 tuổi có thể tu luyện tới thần du cảnh, đều tính toán thiên tư rất không tệ võ giả, bình thường chỉ có siêu cấp thế gia mới có, nhưng sẽ không toàn phái ra ngoài. Tỷ như gia tộc bọn ta dẫn đội liền là một tên thần du cảnh tam trọng thiên tài, là của ta một cái đường ca. Gia tộc bọn ta lần này tham chiến thần du cảnh có 3 người, toàn bộ thần võ quốc thần du cảnh võ giả ít nhất có 20 người, tính như vậy xuống tới lần này quốc chiến bên trong, thần du cảnh võ giả hẳn là có 100 người đến 150 người. Đương nhiên cao nhất cấp bậc, chỉ có thần du cảnh tứ trọng tả hiếu, cũng không bài trừ có siêu cấp gia tộc ẩn tàng nghịch thiên thiên tài tham chiến. Nhiều như vậy, Giang giật hít một hơi lãnh khí, giống như tất cả đều là tử phủ cảnh võ giả, hắn đi vào có thể quét ngang, vấn đề là thần du cảnh cùng tử phủ cảnh kia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, hắn chúc thực lực ấy chính diện đối đầu thần du võ giả, sẽ cử tử nhất sinh. Giống như không phải có ngân nguyệt yêu lang, Giang giật đều không cần tham chiến, đi vào kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là bởi vì có cái này yêu lang tốc độ nhưng so sánh thần du cảnh thất bát trọng linh thú, giang giật mới dám đi vào đánh cực một lần. Hắn đôi mắt chuyển động vài vòng, hỏi tinh thạch bình nguyên địa đồ có hay không? Không có, tiền vạn quan âm thanh lạnh lùng nói, ở trong đó có một cái cấm chế cường đại, mỗi lần quốc chiến địa hình đều sẽ biến ảo, rất là phức tạp. Giống như lão đại ngươi xác định tham chiến, ta sẽ cho người chuẩn bị một phần liên quan tới quốc chiến tài liệu cặn kẽ cho ngươi. Ngươi cũng muốn tại hai ngày này liền lên đường, nhất định phải tại học viện đại quân đến vương thành trước đuổi kịp bọn hắn, nếu không ngươi tự không dự được. Ân, ta có thể để lưu lão mang ngươi đi, dạng này hội an toàn hơn nhanh chóng một chút. Không cần, Giang giật lắc đầu, trầm giọng nói chính ta đi là được, ta có ngân nguyệt yêu lang, tốc độ so lưu lão còn nhanh. Một mình ta đi cũng bí mật hơn, cho ta một phần đại lục địa đồ là được. Mà lại, ta còn muốn đi tìm một vài thứ, lần này thế nhưng là có rất nhiều người muốn giết ta à, ta cũng không thể không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tựu đi vào chịu chết ha. Chương 167, đừng cho lão phu mất mặt. Tiền vạn quán để cho người ta hướng học viện xin tham gia quốc chiến, lúc đầu học viện danh sách đã sớm giao đi lên, danh sách đoán chừng cũng nhanh đưa đến Thiên Tinh Thành. Đến báo danh, bình thường người đạo sư chịu sẽ cho hắn mấy bàn tay, nhưng giang giật cái tên này lại tựa như có ma lực, đạo sư cái gì cũng không nói lập tức báo cáo, trong học viện trấn giữ phó viện trưởng cũng không dám làm chủ tự mình chạy tới hậu viện xin chỉ thị viện trường. Ra Cát Thanh Vân vung tay lên, chuẩn, một vị phó viện trường tự mình đến tìm tới Giang Giật, hỏi thăm trên đường phải chăng cần người hộ vệ giống như cần hắn có thể tự mình hộ tống. Giang Giật khéo lời từ chối, biểu thị nhất định có thể tại học viện đại bộ đội đến Vương Thành lúc đuổi kịp các nàng. Học viện bên này không có vấn đề, Giang Giật cũng triệt để yên tâm, tiền vạn quán bắt đầu chuẩn bị cho hắn quốc chiến tư liệu, cùng một chút thường ngày vật dụng, còn cố ý để cho người ta đi điều tập người chui diệt thần nỏ. Giang giật không có lập tức xuất phát, mà là đi thần bia điện, hắn muốn lần nữa tìm hiểu một chút sát lục chân ý, nhìn xem có thể hay không cảm ngộ đến đệ tam trọng. Kết quả dòng dã tìm hiểu một canh giờ, lần này lại không có xúc động thần bia bên trên cấm chế, Giang giật chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Theo thần bia điện chạy ra, hắn trực tiếp tiến vào tàng thư các, chọn lựa hắn quyền hạn bên trong có thể tìm đọc ba loại địa giai thượng phẩm võ kỹ, dòng dã lĩnh hội đến nửa đêm mới trở lại ký túc xá. Tiền vạn quán đã đem tất cả mọi thứ chuẩn bị đầy đủ, để Giang giật giở khóc giở cười là, hắn còn chuẩn bị rất nhiều rượu ngon hoa quả khô thịt khô loại hình có thể cất giữ mỹ thực. Giang giật không có cự tuyệt hắn hảo ý, thu sạch nhập hỏa linh châu bên trong, hỏa linh châu bên trong không gian cũng đủ lớn, đừng nói phóng những vật này, coi như lại nhiều gấp một vạn lần cũng đầy đủ. Diệt thần nỏ, đồ tốt, nắm lên trên bàn bầy biện người chui diệt thần nỏ, còn có mấy trăm con cung tên, Giang giật mím môi một cái không hề nói gì. Về đến phòng nằm ngày o o, qua tối nay, hắn sợ là không có có cơ hội hảo hảo ngủ một giấc. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Giang giật dậy thật sớm cùng tiền vạn quán hảo hảo ăn một bữa, sau đó tại Giang tiểu nô gian phòng bên trong chờ đợi một nén hương thời gian, hắn mới vỗ vỗ tiền vạn quán bả vai, cười cười, phất phất tay cứ như vậy hướng ra phía ngoài thản nhiên đi đến. Tiền vạn quán không hề nói gì, cũng không có đưa Giang giật rời đi, chỉ là một mực cười phất tay, đôi mắt nhỏ đều hiếp lại thành một đường nhỏ. Các loại chờ Giang giật đi ra tiểu viện, bóng lưng rốt cuộc không nhìn thấy lúc, hắn lúc này mới lặng yên xoa xoa khóe mắt lệ thủy. Nam Nhi không dễ rơi lệ, siêu cấp gia tộc gia thiếu gia, tự nhiên cũng không phải thích xuân đau thu buồn sợ hàng, nhưng giờ khác này tiền vạn quán vẫn là không có nhịn xuống. Hắn biết rõ, Giang giật chuyến đi này, hoặc là danh dương thiên hạ, hoặc là cùng hắn thiên nhân vĩnh cách. Sáng sớm linh thú sơn học viện rất đẹp, sương sớm lượn lờ, không khí thoải mái. Giang giật nhanh chóng hướng Nam Viện đi ra ngoài, trên đường thỉnh thoảng gặp được một ít học viên, hoặc là e ngại, hoặc là sùng bái, hoặc là hâm mộ nhìn qua hắn. Bình thường một mực ăn nói có ý tứ hắn, vậy mà lần đầu tiên cùng những học viên này một đường gật đầu mỉm cười, để rất nhiều ký danh học viên đều thụ sủng nhược kinh, càng có lớn mật nữ học viên nhìn trộm, không chút nào che giấu trong mắt cực nóng. Giang giật rất mau ra Nam Viện môn, chấn thủ đại môn hộ vệ đội rất là kinh dị. Giang giật trong khoảng thời gian này nhưng cho tới bây giờ không đi ra, chỉ biết là cắm đầu tu luyện, chẳng lẽ hắn cũng nhịn không nổi, chuẩn bị đi linh thú thành bên trong tiêu giao khoái hoạt một phen. Giang giật đi ra nam viện môn, đứng tại ngoài cửa lớn, hít mắt nhìn học viện một hồi lâu. Tại học viện này ở đây lâu như vậy, hắn cũng đã sớm đem nơi này xem như nhà của mình, giờ phút này rốt cục muốn đi xa, còn có thể cả một đời không về được, trong lòng của hắn ít nhiều có chút không bỏ. Giang tiểu nô có tiền vạn quán chiếu cố, Giang giật rất yên tâm, coi như hắn chết giang tiểu nô cũng sẽ một mực sống sót, mặc dù là nằm ở trên giường. Chấn hồn thảo vạn năm qua chỉ xuất hiện đếm rõ số lượng 10 cây, phát hiện một gốc, giang giật tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Sở dĩ lần này biết rõ cửu tử nhất sinh, hắn cũng không chút do dự. Giang Vân Hải một mực dậy bảo hắn, đại trưởng phu hẳn là có việc nên làm, có việc không nên làm, chỉ cần cho rằng là đúng vậy liền đi làm, tử vong không đáng sợ, liền sợ võ giả không có đối mặt tử vong quyết tâm. Đi, hắn lần nữa thật sâu nhìn một cái linh thú sơn học viện, thân thể nhanh chóng hướng phía dưới bắn tới. Lần thứ nhất đơn độc đi xa, hắn nhìn cũng không có nửa điểm bất an cùng lo nghĩ, có chỉ là không thèm đếm xỉa kiên quyết cùng thong dong. Hưu, đột nhiên, trong học viện truyền đến một đạo tiếng xé gió, Giang giật quay đầu nhìn một cái kinh ngạc, hắn nhìn thấy một cái trường kiếm màu đen hướng hắn bắn thẳng đến mà đến, phía trên kia thần quang dạng rỡ rõ ràng là một cái linh khí. Tiểu tử, sau khi rời khỏi đây, đừng cho lão phu mất mặt. Thanh này hắc lân kiếm là lão phu lần thứ nhất sông sáo đại lục lúc binh khí, không biết nhuộm dần bao nhiêu tiên huyết, khác đừng bôi nhọ nó. Còn có thanh kiếm này là xem mẫu thân ngươi mặt mũi mới cho ngươi, mẫu thân ngươi kỳ tài ngút trời, lão phu cảm thấy không bằng, ngươi cũng đừng cho nàng mất thể diện. Một giọng già nua vang lên, giang giật trong mắt chợt lóe sáng, một tay nhanh chóng bắt lấy phóng tới trường kiếm màu đen. Trầm ngâm một lát, đối học viện phương hướng thật sâu vái trào, lúc này mới nhanh chóng hướng linh thú sơn hạ mau chóng đuổi theo, rất nhanh biến mất tại minh mông thanh sơn bên trong. Viện trưởng, thật không cần âm thầm hộ tống. Học viện trong hậu viện, một tên phó viện trưởng có chút bận tâm nhìn qua ra Cát Thanh Vân nói. Ra Cát Thanh Vân cục mắt xuống, buồn ngủ, đầu hắn cũng không ngẩng khoát tay áo nói, Giang Biệt Ly đều không lo lắng, ta thao cái gì tâm yên tâm đi, y phiêu phiêu nhi tử không hội dễ dàng chết như vậy. Lại nói, một cái lão hổ chỉ có đặt ở một đám mãnh thú bên trong mới có thể trở thành bách thú chi vương, nhốt ở trong lồng cả một đời cũng sẽ không có tiền đồ, năm đó chúng ta ai không phải tại trong đống xác chết giết ra tới. Ai, phó viện trưởng nhìn qua phía nam, u u thở dài nói, giang giật địch nhân quá nhiều quá cường đại, viện trưởng ngươi không phải đem hắn bỏ vào thâm sơn, mà là ném vào long huyệt A. Giang y thành, tại giang giật sau khi xuống núi hai canh giờ, giang nhân đồ tự vội vàng đi vào đằng long các, nhìn qua ngay tại xử lý quân vụ giang biệt ly, cấp bách nói ra, vương gia, tiểu thế tử xuống núi, hắn muốn tham gia quốc chiến. a, à, biết rõ, giang biệt ly đầu đều không có nhất, tiếp tục phê duyệt quân vụ, tựa hồ giang giật là một cái không quan trọng gì người. giang nhân đổ đợi một hồi gặp giang biệt ly không có tiếp tục mở miệng ý tứ, tấm kia đều là giữ tợn mặt run rẩy thoáng cái, lần nữa trầm giọng nói ra, vương gia, trưởng tôn vô kỳ cùng tam vương tử hạ điền, còn có thủy thiên nhu đều dẫn người tham gia quốc chiến chẳng lẽ ngươi còn không hiểu cái gì ý tứ bọn hắn đây là muốn vây giết tiểu thế tử a à? cái này có cái gì ngạc nhiên giang biệt ly rốt cuộc ngẩng đầu hờ hững nói ra không bị người ghen là tầm thường kẻ muốn giết ta càng nhiều ta không phải hảo hảo còn sống một cái võ giả không trải qua huyết chiến làm sao trưởng thành là cường giả tuyệt đỉnh những năm này ngươi bị ám sát bao nhiêu lần cái này khác biệt giang nhân đồ suýt chút nữa thì phát điên cái này vương ra hôm nay là thế nào chẳng lẽ lại giang giật không phải con của hắn Tốt, hắn vừa lại nghĩ nói cái gì, Giang Biệt Ly lại bá đạo vung tay lên nói, truyền ta, Giang giật tiến vào quốc chiến trước ai dám động đến tay, ta sẽ đích thân xé hắn. Còn như quốc chiến bên trong, có thể giết chết hắn coi như bọn họ bản sự, ta tuyệt đối không hai lời, đi xuống đi. Giang nhân đổ bất đắc dĩ thở dài, Giang Biệt Ly đã làm ra quyết định xử tình, bất kỳ người nào đều không có cách nào sửa đổi, còn tốt lần này hắn cuối cùng mở miệng, chỉ ít Giang giật tại quốc chiến trước là an toàn. Hừ, các loại chờ giang nhân đổ xuống dưới về sau, giang biệt ly mới lạnh lùng hừ một cái, u u nói ra, y phiêu phiêu, con của ngươi quả nhiên có hổ tính a Tình nguyện chết cũng không chịu cúi đầu trước ta chẳng lẽ lại còn muốn ta cúi đầu trước hắn không thành ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn lớn bao nhiêu năng lực. chương 168, cô độc đi xa, hắc nguyên sơn mạch phía tây ngàn dặm một tòa núi nhỏ bên trong, một đám mạo hiểm giả ngay tại săn giết yêu thú, chung quanh đây dãy núi yêu thú cũng không nhiều, cũng rất ít võ giả đến bên này săn giết yêu thú. Bình thường phụ cận mạo hiểm giả đều chướng mắt bên này cấp thấp yêu thú, nhưng đoạn thời gian trước Giang giật bao hết hắc vân sơn mạch, đằng sau trở lại học viện về sau, dãy núi kia lập tức bị mấy cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn bao hết, những này tiểu mạo hiểm đoàn chỉ có thể tiếp tục ở phụ cận đây đi vòng vo. ầm um, một đám người 10 cái võ giả, trong đó có hai người là từ phủ cảnh, giờ phút này săn giết một cái nhất giai đỉnh phong yêu thú ngược lại là đơn giản, chỉ là trong chốc lát, cái kia yêu thú liền yêu thuật đều không có phóng thích, tự bị đoàn trưởng của bọn họ cho chém giết. Thu thập vật liệu, đoàn trưởng thu hồi trường kiếm trong tay, ánh mắt có chút phiền muộn bốn phía liếc nhìn, kề bên này yêu thú quá ít, tiếp tục như vậy đoàn người đều muốn uống gió tây bắc. Ừ, khi hắn ánh mắt xuyên thấu qua sâm lâm, nhìn về phía đông phương lúc đột nhiên đôi mắt co rụt lại, hắn nhìn thấy một đạo tử sắc ảnh từ cấp tốc chạy về phía này, tốc độ như gió chỉ điện giật, chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền đã xông lên núi nhỏ. Ba Tam gia yêu thú, đại gia mau trốn, nhanh như vậy tốc độ, chỉ có Tam gia yêu thú, người đoàn trưởng này mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng trước tiên tỉnh ngộ lại, vì tốc hướng một bên khác chạy như điên. A trốn, mạo hiểm đoàn thành viên đều là hàng năm tại đường danh sinh tử du tổ võ giả, tốc độ phản ứng rất nhanh, không có chút gì do dự, lập tức nhanh chân hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, liền trên đất yêu thú thi thể cũng không cần. Hưu, đáng tiếc tốc độ bọn họ quá chậm một đạo tử sắc u ảnh như thiểm điện phá không mà đến, rất mau đuổi theo lên mọi người. Làm cho tất cả mọi người chấn kinh ngạc chính là, kia tam gia yêu thú không có tập kích mọi người, ngược lại nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi, như một đạo u hồn về phía tây bên cạnh lướt tới, chỉ là mấy cái trong chớp mắt tự biến mất ở phía xa dãy núi bên trong. Người có một người trẻ tuổi, đây không phải là yêu thú, mà là linh thú. Tất cả mọi người bị dọa đến toàn thân phát run, người đoàn trưởng kia lại đột nhiên kinh hô lên, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn thấy được đầu kia tử sắc cự lang ngồi lấy một vị người trẻ tuổi nơi này lại tại linh thú sơn học viện phụ cận sở dĩ không khó đoán được đây nhất định là một tên cường giả linh thú hô mọi người xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh toàn bộ nhếch miệng nở nụ cười nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận bất quá tất cả mọi người âm thầm kinh hãi tam gia linh thú cái này sợ là chỉ có những cái kia phó viện trưởng mới có thể thuần hóa a à vì sao đoàn trưởng của bọn hắn nói là một người thanh niên a à, thế mà bị người thấy được Nơi xa mau chóng đuổi theo tử sắc cự lang ngồi lấy tự nhiên là giang giật, hắn lông mày có chút nhíu lên, hắn sau khi xuống núi một mực chọn lựa đường núi hành tẩu, vẫn là không cẩn thận bị người thấy được. Hắn con ngươi lấp lóe một vòng, rất nhanh có chủ ý, hắn để yêu lang ngừng lại, theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một chút bột phấn vẩy vào yêu lang trên thân, để nó lông tóc rất nhanh biến thành màu lam. Đây là hắn để tiền vạn quán chuẩn bị thuốc nhuộm, hắn đầu này tử sắc cự lang quá trói mắt, bị người sau khi thấy hành tung thoáng cái tựu bại lộ đem yêu lang toàn thân lông tóc đều nhuộm thành màu lam về sau giang giật lúc này mới theo hỏa long châu bên trong lấy ra một cái ngân sắc ác ma mặt nạ mang lên nhảy lên yêu lang khống chế nó tiếp tục tây phương chạy đi thần võ quốc phương thành tại phương hướng tây bắc giang giật cũng không có thẳng tắp về phía tây bắc chạy đi hắn chuẩn bị đường vòng đi phía nam đại hà quốc lại chọn tuyến đường đi thánh linh quốc cuối cùng đi vào thần võ quốc tây bắc phương thành linh thú sơn học viện đại bộ đội dự tính tại nửa tháng sau đến vương thành sở dĩ giang giật chỉ có nửa tháng thời gian giống như không phải hắn có ngân nguyệt yêu lang đừng nói lượn quanh một vòng lớn sợ là thẳng tắp đi vương thành cũng không đuổi kịp chính là bởi vì có ngân nguyệt yêu lang giang giật nhìn qua thần võ quốc đại hạ quốc thánh linh quốc địa đồ về sau mới quyết định dạng này lộ tuyến ngân nguyệt yêu lang tốc độ nhưng so sánh thần du thất bát trọng theo giang giật đoán chừng nửa tháng thời gian hẳn là đầy đủ trong học viện đều là trưởng tôn gia trinh sát hắn vừa ra học viện sẽ lập tức bị trưởng tôn vô kỵ biết rõ vạn nhất hồn bà bà lần nữa truy sát mà đến, hắn sợ là còn không có tham gia quốc chiến liền muốn treo. Sở dĩ hắn mới có thể lựa chọn dạng này lộ tuyến, dù sao ai cũng nghĩ không ra hắn hội đường vòng đi đại hạ quốc cùng thánh linh quốc, lại từ thần võ quốc hướng tây bắc tiến vào vương thành A. Đương nhiên, Giang giật sở dĩ muốn lượn quanh xa như vậy, hắn còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Hắn đi tìm hỏa diễm, kinh khủng hỏa diễm, tiền vạn quán cho trên tư liệu ghi rõ, đại hạ quốc phương bắc hỏa vân trong núi có một ngọn núi lửa, Thánh Linh Quốc phía tây tới gần tội ác xâm lâm địa phương, cũng có một cái đoạt hồn cốc, nghe nói cốc dưới có kinh khủng u minh chi hỏa. Hỏa Linh Châu có thể hấp thu hỏa diễm, mặc dù Giang Giật không biết có thể hay không hấp thu núi lửa bên trong địa hỏa, còn có đoạt hồn trong cốc kinh khủng u minh chi hỏa, nhưng Giang Giật muốn thử xem. Quốc chiến bên trong quá nguy hiểm, nhiều như vậy thần du cường giả, giống như hắn chỉ là trước mắt chút thực lực ấy, đoán chừng rất khó chịu xuống tới hưu ngân nguyệt yêu lang dùng tốc độ khủng khiếp một đường về phía tây bên cạnh lao nhanh giang giật chuyên chọn đường nhỏ một mực du tẩu tại dãy núi bên trong hắn cũng không dám tiến vào ba vạn sâu trong núi lớn sở dĩ về phía tây bên cạnh hành tẩu cũng là nghĩ vòng qua tam vạn đại sơn tiến vào đại hà quốc cấp tốc lao nhanh mang tới tật phong thổi đến giang giật mở mắt không ra trong đôi mắt nước mắt cùng nước mũi cũng chảy dọc nhưng hắn một mực nhìn chăm chú lên tình huống chung quanh khống chế ngân nguyệt yêu lang kịp thời cải biến phương hướng trước đi bôn tàu một ngày tại sắc trời hoàn toàn đen giang giật tại một cái bên trong ngọn núi nhỏ ngừng lại đem ngân nguyệt yêu lang thu nhập linh thú phù hắn quán chú một chút nguyên lực đi vào cái này yêu thú trở thành linh thú về sau cơ bản cũng không cần ăn uống chỉ cần cách một đoạn thời gian rót vào nguyên lực để nó bổ sung năng lượng là được đây cũng là linh thú phù huyền diệu chỗ bốn phía dò xét một trận xác định bốn phía không có cường đại yêu thú cùng bóng người giang giật nhảy lên một cây đại thụ xếp bằng ở trên chạc cây, lấy ra thịt khô cùng nước sạch ăn uống. Bôn tẩu một ngày, mặc dù Ngân Nguyệt yêu lang hành tẩu rất ổn, nhưng không có ngựa yên giang giật toàn thân cũng tựa như tan thành từng mảnh, toàn thân đau nhức không thôi. Tương đối thân thể chịu tội, càng làm cho giang giật không thoải mái là tâm linh cô độc cùng bất an. Đây là hắn lần thứ nhất một người đi xa, giờ khắc này ở ngọn núi nhỏ này bên trên, khắp nơi không người, sắc trời một mảnh sơn hắc tử tịch, cái này để người ta cảm giác giống như là bị thế giới vứt bỏ thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải như hắn tâm trí, cực khổ hắn gân cốt, đói hắn thể ra. Nếu muốn trở thành cường giả, người nhất định phải so với thường nhân trả giá càng nhiều cố gắng, bị càng nhiều tội hơn. Hồi tưởng lại Giang Vân Hải dạy bảo, Giang giật rất nhanh an định lại, không suy nghĩ nhiều, chịu đựng toàn thân đau đớn xếp bằng ở trên cây tu luyện, thẳng đến nửa đêm mới ngủ thật say. Ngày thứ hai tiếp tục đi đường, tiền vạn quán cho địa đồ phi thường tinh tế, Giang giật nhẹ nhóm căn cứ đặc biệt địa hình đánh giá ra lộ tuyến, một đường hướng đại hạ quốc chạy đi. Trên đường vượt quá giang giật ngoài ý liệu, phi thường yên tĩnh, cũng không có cường giả theo đuổi giết. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, an tâm đi đường, tại ngày thứ năm thành công tiến vào đại hạ quốc cương thổ bên trong. Ừm, nơi này hẳn là Thanh Nguyệt Hồ, hỏa vân sơn ngay tại Thanh Nguyệt Hồ phía tây ngàn dặm. Giang giật ngồi ngân nguyệt yêu lang, sừng sững tại một cái ngọn núi nhỏ bên trên, nhìn xa xa phía trước một cái cự đại hồ nước. Mặc dù hắn phi thường muốn đi bên trong hồ hảo hảo tắm một cái, nhưng sợ bị người phát hiện hành tung, chỉ có thể cố nén khống chế Ngân Nguyệt Yêu Lang về phía tây mới chạy đi. Hắn ngân sắc ác ma dưới mặt nạ một đôi mắt rất là mỏi mệt, nhưng ở sau nửa canh giờ, khi hắn xa xa nhìn thấy một tòa hỏa hồng dãy núi, con ngươi lập tức phát sáng lên, hắn lấy ra Hỏa Linh Châu nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, thấp giọng thì thào, "Hỏa Linh Châu, đừng để ta thất vọng, đem núi lửa này địa hỏa cho hết ta hấp thu đi." Chương 169, nhổ răng cọp Hỏa Vân Sơn tại Đại Hà Quốc rất nổi danh, nghe nói 10 vạn năm trước nơi này dựng dục ra một cái hỏa kỳ lân, cái kia hỏa kỳ lân xuất thế về sau, thiêu hủy phương viên trăm dặm thành trì, cuối cùng đột nhiên mất tích. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, hỏa kỳ lân là ngũ gia yêu đế, thế nhân đối với yêu đế tồn tại vẫn là hoài nghi. Mà lại hỏa vân trong núi núi lửa, vạn năm qua cũng nhiều nhất xuất hiện qua mấy cái hỏa điều, kể bên này trong thành trì người ngược lại là cũng không thèm để ý. Hỏa vân trong núi núi lửa là một tòa núi lửa chết, đã mấy ngàn năm không có phun trào, đương nhiên miệng núi lửa vẫn là không ngừng phóng xuất ra cuồn cuộn nhiệt khí, không ai dám tới gần. Hưu, Giang giật rất nhanh lên hỏa vân sơn, trực tiếp lên núi đỉnh phóng đi, hắn muốn đạt được núi lửa bên trong địa hỏa, nhất định phải theo miệng núi lửa bên trong leo lên xuống dưới, chui vào núi lửa dưới đáy. Theo càng đến gần miệng núi lửa, nhiệt độ càng phát nóng rực lên, Ngân Nguyệt yêu lang bản năng cảm giác được e ngại, tốc độ bắt đầu giảm bớt. Yêu lang, người đi vào đi, Giang giật khống chế yêu lang bôn tẩu mấy trăm trượng về sau đem yêu lang thu nhập linh thú phủ bên trong chính mình lên núi đỉnh nhanh chóng chạy đi bên trong tròng mắt của hắn đều là hưng phấn giờ phút này cách ly hỏa sơn khẩu gần như thế yêu lang đều không chịu nổi hắn bởi vì hỏa linh châu bên trong truyền đến một tia năng lượng lại không cảm giác được nửa điểm cực nóng điều này nói rõ hỏa linh châu rất có thể có thể hấp thu núi lửa bên trong địa hỏa a à, có người đột nhiên Giang giật bước chân một trận hắn thính lực nghe được phía trước ngoài trăm trượng một cái dưới tảng đá truyền đến một trận thô trọng tiếng hơi thở, hiển nhiên có người tiềm phục tại nơi đó, lại bởi vì nhiệt độ không khí quá cực nóng có chút chịu không được. Hắn con người lấp lóe vài vòng âm thầm kinh nghi, núi lửa này phía trên lại không cái gì yêu thú bảo vật, bình thường võ giả giống như không phải nhức cả trứng, ai sẽ tới này. Chưa quen cuộc sống nơi đây, Giang giật cũng không dám tùy ý cùng người xung đột, trầm ngâm một lát, dứt khoát lượn quanh lái đi, theo một bên khác lên núi. Kết quả, một đường lên núi, hắn vậy mà phát hiện bảy tám tên trinh sát, mà lại những này trinh sát thực lực cũng không tệ, toàn bộ là tử phủ cảnh nhất nhị trọng, nếu không phải núi lửa này nhiệt độ quá cao, hắn sợ là rất khó phát hiện. Đỉnh núi có người, chẳng lẽ núi lửa bên trong có dị bảo hiện thế bọn hắn tại tầm bảo? Giang giật tại khoảng cách đỉnh núi mấy trăm trượng khoảng cách ngừng lại, bởi vì hắn rõ ràng có thể nghe được phía trên có mấy chục người thô trọng tiếng hít thở, đám người này đều tiềm phục tại miệng núi lửa phụ cận không nhúc nhích, cũng không biết đang chờ đợi cái gì làm sao bây giờ, Giang giật trần chờ, mặc dù hắn không cảm ứng được người ở phía trên khí tức, phán đoán không được bọn hắn thực lực, nhưng phía dưới trinh sát đều là tử phủ cảnh võ giả, trong nhóm người này rất có thể lại có thần du cường giả, một khi bị phát hiện, tuyệt đối sẽ bộc phát xung đột. Hạ Sơn, lượn quanh đường xa như vậy đi vào Đại Hạ Quốc, mà lại hỏa Linh Châu có thể hấp thu núi lửa bên trong địa hỏa tỷ lệ rất lớn, cứ như vậy từ bỏ Giang giật rất không cam tâm. Cuối cùng hắn cắn răng trốn ở một cái thạch phong phía dưới chuẩn bị các loại chờ, giống như gia tộc này người nhanh chóng đạt được núi lửa bên trong bảo vật hạ sơn, vậy liền không ảnh hưởng hắn thu lấy địa hỏa. Cái này chờ đợi dòng giã một ngày, Giang giật dò xét đến phụ cận một tên trinh sát đều kém chút suy yếu, nhưng phía trên vẫn là không có nửa điểm động tính, mặc dù tiếng hơi thở càng ngày càng nặng, hiển nhiên cũng nhanh không chịu nổi, nhưng quả thực là đều không nhúc nhích. Nương hy thớt, Giang giật ngược lại là một điểm không cảm thấy cực nóng, chỉ là hắn chờ đến hơi không.